hôm nay bắt đầu học quyển Quy Sơn Cảnh Sách. Quyển này là một quyển luận của một thiền sư hiệu là Quy Sơn. Chữ Quy Sơn đây không phải là tên của ngài, ngài tên là Linh Hiệu, ở tại núi Quy Sơn cho nên gọi là Quy Sơn. Bởi vì ở trong nhà chùa phần lớn quý vị có đức hạnh hoặc là trụ trì ở chùa nào hoặc là ở ngọn núi nào thì người ta dùng cái tên chùa hoặc cái tên núi để mà gọi vị ấy, chứ không dám gọi thẳng vào tên. Vì vậy cho nên gọi ngài là Quy Sơn. Quyển luận này có tính cách là nhắc nhở cho giới xuất gia phải nỗ lực tiến tu để cầu giải thoát. Do lẽ đó cho nên ngài chú ý khuyên bảo những người xuất gia hơn là dạy người tại gia. Thì trước hết khi muốn giảng quyển luận này, tôi nói đại lược về cái phần giải thích và cái tầm quan trọng của bộ luận này. Bộ luận này đối trong nhà chùa hay nói riêng là ở trong thiền môn coi tương đương như là một quyển kinh của Phật nói như vậy. Vì vậy cho nên tất cả những vị xuất gia vào chùa trong cái thời gian 3 hoặc 4 5 năm học tư cách của một vị sa di tăng hoặc sa di ni đều phải học thuộc lòng 3 quyển gọi là Phật Tổ Tam Kinh. 3 quyển đó là gì? Thứ nhất là Kinh Tứ Thập Nhị Chương, thứ hai là Kinh Di Giáo, và thứ ba là Quy Sơn Cảnh Sách. Thì như vậy chúng ta thấy chỉ có 2 quyển thuộc về lời Phật nói, gọi là kinh đúng hơn. Còn như cái quyển thứ ba là lời của một vị tổ nói, mà tại sao gọi là Tam Kinh? Cái quyển thứ nhất là Kinh Tứ Thập Nhị Chương là dẫn những lời Phật nói trong các kinh để chỉ dạy thành 42 bài, thì đó là kinh phải rồi. Quyển thứ hai là Kinh Di Giáo, tức là dẫn cái lời Đức Phật di chúc trong cái giờ sắp lâm chung hay là sắp niết bàn ở tại sông Lâm, thì những cái đó đều thuộc về lời Phật dạy đối với trong nhà Phật gọi là kinh. Còn cái quyển thứ ba này là lời cảnh sách của Tổ Quy Sơn, đó thuộc về tổ chứ không phải là Phật. Thì đúng ra cái gì không phải là Phật mà của các vị Bồ Tát hoặc những vị tổ sau này soạn thì đều gọi là luận. Nhưng ở đây các vị thở xưa đã thấy rằng cái lời chỉ dạy của ngài rất là thiết yếu, rất là thích hợp với chân lý, phù hợp với căn cơ của mọi người, cho nên các ngài xem như là lời Phật dạy không thua. Vì vậy mà gọi là kinh Phật Tổ Tam Kinh. Đó là để thấy cái tầm quan trọng của bộ Quy Sơn Cảnh Sách. Nghĩa là tất cả những người xuất gia còn cái thời trẻ, tức là mới tập sự, đã phải thuộc lòng rồi. Thì ở đây đúng ra chúng ta không có giảng những cái gì mà cấp tiểu học chúng ta đã học, nhưng sở dĩ chúng tôi phải dẫn giảng ở đây bởi lý do là quyển Quy Sơn Cảnh Sách là một tác phẩm của một thiền sư. Tổ Quy Sơn là đời thứ tư sau Lục Tổ Huệ Năng, tức là cháu đời thứ tư. Tổ Huệ Năng rồi kế đệ tử dành của ngài là ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng. Dưới ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng thì có Mã Tổ Đạo Nhất. Mã Tổ Đạo Nhất mới có Bá Trượng Hoài Hải. Bá Trượng Hoài Hải mới sinh ra ngài Quy Sơn Linh Hiệu.
Đó. Thì như vậy ngài quy sanh linh hiệu là đời thứ tư sau lục tổ Huệ Năng. Ngài sinh năm 771 dương lịch và ngài tịch năm 853. Thì như vậy cái quyển cảnh sách này ra đời vào khoảng thế kỷ thứ 8 hoặc là đầu thế kỷ thứ 9. Vì chỗ của ngài ở là núi Nghi Sơn, có trên 1500 vị thiền sinh quy tụ để học tập, cho nên ngài mới để những cái lời căn nhắc toàn chúng, mà lời đó vừa có giá trị về văn chương mà vừa có giá trị về đạo lý, cho nên được trong thiền môn áp dụng làm cái lời giảng ngọc cho toàn thể tăng ni phải học tập. Bởi cái giá trị như vậy cho nên sau tổ Quy Sơn có lắm nhà giải thích cái lời của ngài, bởi vì lời ngài cô đọng quá cho nên người sơ cơ khó hiểu. Vì vậy mà sau này có những nhà chú giải, nhà chú giải thứ nhất để cái tên là Quy Sơn Cảnh Sách Chú, một quyển của thủ tọa chú vào đời Tống. Quyển thứ hai là Quy Sơn Cảnh Sách Chỉ Nam, một quyển do ngài đạo bái đời Minh. Thì quyển đó được nằm ở trong cái bộ Phật Tổ Tam Kinh. Đến quyển thứ ba tức là Quy Sơn Cảnh Sách Cú Thích Ký, hai quyển của ngài Hoằng Tán Chú và ngài Khai Quýnh Ký ở đời Minh. Thì quyển này được đặc biệt ở trong nhà chùa hiện giờ học tập lời chú giải của hai vị này cho là đầy đủ nhất. Quyển thứ tư là Quy Sơn Cảnh Sách Chú, một quyển của ngài Đại Hương ở đời Minh. Đó là vì cái bản chánh văn bằng chữ Hán cho nên sau này có lắm nhà chú giải cũng giải ngay bằng chữ Hán, bởi vì trong chánh văn là một án văn hai, cho nên sau này chúng ta nếu mà dịch ra thì nhiều khi nó kém cái hay đó, cho nên chúng tôi phải giảng thẳng vào bản chánh văn. Còn giờ nói về dịch ra chữ Việt thì ở đây chúng tôi thấy có lẽ chưa đầy đủ, nhưng mà cũng tạm biết có bốn nhà dịch ra chữ Việt. Vị dịch thứ nhất là Hòa Thượng Hành Trụ dịch trong cái quyển Quy Sơn Cảnh Sách Cú Thích, hai quyển của ngài Hoằng Tán Chú và ngài Khai Quýnh Ký ở đời Minh. Và nhà dịch thứ hai tức là Pháp Sư Kiểu dịch, thì dịch cái bản đó là Quy Sơn Cảnh Sách Chỉ Nam, quyển một của ngài Đạo Bái đời Minh, tức là trong Phật Tổ Tam Kinh. Quyển thứ ba là Thượng Tọa Trí Quang, tức là gần nhất Thượng Tọa Trí Quang cũng có dịch nằm ở trong Sa Di Lục của các hàng Sa Di học tập hiện giờ. Một nhà dịch thứ tư nữa là thầy Hoàng Quang, cũng dịch theo tính cách trong Phật Tổ Tam Kinh. Thì như vậy chúng ta thấy đã có bốn nhà dịch từ chữ Hán ra chữ Việt, lý đáng chúng ta phải nắm cái đó mà giảng dạy dễ hơn. Tại sao chúng ta phải giảng chữ Hán? Thực ra vì cái văn trong chữ Hán vừa cô đọng mà vừa có cái âm điệu khiến cho chúng ta đọc lên thấy có cái gì hay, dễ nhớ. Cho nên chúng tôi muốn giảng đó để cho quý vị thấy cái giá trị văn chương và thấy cái chỗ cô đọng của ngài. Nếu đọc ngay trong bản chữ Việt thì nhiều khi chúng ta không thấy được cái giá trị ngay bản chữ Hán. Vì vậy mà chúng tôi đọc thẳng trong bản chữ Hán để giải cho quý vị. Đó là khảo sơ qua về lịch sử của Tổ Quy Sơn. Đúng ra chúng ta phải giải kỹ về lịch sử ngài, nhưng ở trong
năm nay về cuối năm chúng ta sẽ học cuốn Trung Hoa cho Thiền Đức Hành Trạng 1, thì trong đó có tiểu sử ngài rồi, ở đây không cần phải giải nhiều. Bây giờ bắt đầu vào trong cái quyển Quy Sơn Cảnh Sách. Trước hết chúng tôi giải thích về cái tên Quy Sơn Cảnh Sách là gì. Quy Sơn tức là ngọn núi Quy. Ngọn núi Quy là chỗ của ngài Linh Hiệu, ngài trụ trì dạy chúng. Cảnh sách, cảnh tức là đánh thức những người đang ngủ mê, tức là chúng ta tuy phát tâm xuất gia học đạo nhưng mà còn bị say mê theo dục lạc, còn bị quên lửng cái trách nhiệm của mình. Cho nên ngài dùng cái lời này để đánh thức chúng ta nhớ lại cái bổn phận của chúng ta, nhớ lại cái yếu chỉ tu hành để chúng ta nỗ lực tiến lên. Đó là cảnh. Sách là gì? Chữ sách ở trong chữ Tàu có nghĩa là cái roi da. Thì quý vị thấy cái mấy anh xe ngựa muốn thúc con ngựa chạy nhanh thì phải sao? Thì giơ cái roi lên, chốc chốc nó hồi cái thì nó chạy, phải không? Thì như vậy giơ cái roi lên, đó là một lối thúc cho con ngựa chạy nhanh. Thì cũng như vậy, chữ sách đây tức là thúc đẩy cho chúng ta tiến bộ mau. Vì vậy cho nên chữ sách nói cho theo cái danh từ đầy đủ gọi là sách tiến, tức là thúc đẩy cho chúng ta tiến tới. Thì như vậy trong cái tên đó chúng ta đã thấy rõ tâm chỉ của bộ luận này rồi, tức là chủ yếu bộ luận này là Tổ Quy Sơn muốn đánh thức chúng ta để cố gắng tiến lên đạt được mục đích tối cao của mình. Đó là cái chỗ mà ngài muốn. Bây giờ bắt đầu vào trong cái văn, thì trong văn cảnh sách này rất là cô đọng, cho nên nếu mà giải kỹ thì nhiều thì giờ lắm. Ở đây chúng tôi tin rằng đại đa số đã nghe và đã thuộc, nên tôi có chỗ giải kỹ và có chỗ chúng tôi giải lược tùy theo chỗ nào cần yếu. Trong phần cánh văn này tùy theo nhà chú giải có chia ra nhiều bộ phận, nhưng tôi thì tôi chỉ đọc rồi từng đoạn cần giải thích thì tôi giải thích cho quý vị thấy, chứ tôi phải có chia trả trước làm cho quý vị mất thì giờ ghi nhớ. Ngay chánh văn đoạn đầu, mở đầu của cái quyển luận ngài dạy: phù nghiệp hệ thọ thân vị miễn hình lụy, bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duyên như cộng thành. Tuy nãi tứ đại phò trì, thường tương vi bội. Vô thường lão bệnh, bất giữ nhân kỳ. Chiêu tồn tịch vong, sát na dị thế. Thí như xuân xương hiểu lộ, thúc hốt tức vô. Ngạn thọ tỉnh đằng, khởi năng trường chủ. Niệm niệm tánh tắc, nhất sát na gian. Diễn tức, tức thị lai sanh, hà nải án nhiên không quá. Đoạn này thì quý vị thấy lời văn vừa gọn vừa êm ái, chúng ta đọc lên rất là dễ thuộc, cho nên những người mới vào chùa đọc cái này một lúc tự thuộc lòng. Nhưng mà quá cô đọng. Giờ tôi giải thích: phù nghiệp hệ thọ thân vị miễn hình lụy là sao? Là bởi, chữ phù đó có nghĩa là bởi nghiệp
là bởi do nghiệp hệ, tức là ràng buộc hay là trói buộc thọ thân, tức là phải nhận lấy cái thân này. Bởi do nghiệp nó trói buộc hay là nó lôi cuốn, cho nên chúng ta phải thọ nhận cái thân này. Và khi thọ nhận thân này rồi thì sao? Vị miễn hình lụy, tức là chưa có khỏi được cái khổ lụy về thân. Thì cái câu này tất nhiên chúng ta nhớ tới Lão Tử nói sao? Ngô hữu đại quả gì sao nữa? Vị ngô hữu thanh, ta có cái quả lớn bởi vì ta có thanh. Thì bởi ta có thanh cho nên ta phải có cái quả lớn. Nhưng mà ở đó thì Lão Tử mới thấy tại có thanh cho nên có quả, mà chưa có nói đến cái nguyên do nào có thanh, phải không? Ở đây Tổ Quy Sơn ngài nhìn theo con mắt của một nhà tu Phật hay là một tu sĩ Phật giáo, ngài thấy rằng thân chúng ta sở dĩ có ra không phải ngẫu nhiên mà có, mà bởi nghiệp trước nó ràng buộc, nó lôi kéo chúng ta đến đây, do đó mà chúng ta mới có thân. Mà đã do nghiệp lôi chúng ta ra đây thì chúng ta không thể nào tránh khỏi cái đau khổ. Đó là chỉ rõ về cái nguyên nhân thọ thân và cái kết quả đau khổ sau khi mang thân. Nhưng mà nói như vậy quý vị cảm thấy như hiểu, nhưng mà quý vị sẽ đặt cái nghi vấn: nghiệp nó lôi mình thế nào? Tại sao nghiệp nó lôi mình được? Mình sao mà dại dột để nghiệp nó lôi mình? Thì điều đó tôi sẽ dẫn một ít ví dụ nho nhỏ để quý vị thấy nghiệp của đạo Phật nói. Bởi vì đây có thể nói là chúng ta tìm tột cùng cái nguyên nhân thuở trước khi chúng ta chưa có thân này, do cái gì mà thúc đẩy lôi cuốn chúng ta phải có thân? Thì cái đó là cái động lực nào ở trong nhà Phật gọi là nghiệp. Cái mà lôi đầu chúng ta ra trong cõi thế gian này, cái đó nhà Phật gọi là nghiệp. Nó lôi chúng ta bằng cách nào? Thì như bây giờ quý vị thấy, khi nói chữ nghiệp, tất nhiên chúng ta nhớ trong kinh Phật đã chỉ rõ ràng do nghiệp của thân, nghiệp của miệng, nghiệp của ý, thân, miệng, ý tạo thành nghiệp. Rồi sức nghiệp đó nó lôi chúng ta, nó chi phối chúng ta phải thọ cái thân sau. Thì chữ nghiệp, chúng ta đừng có tưởng rằng tất cả nghiệp đều là xấu. Vì nói nghiệp thì trong đó có chia nghiệp thiện, nghiệp ác. Nghiệp thiện thì nó lôi chúng ta đến những chỗ lành, chỗ tốt đẹp. Nghiệp ác nó lôi chúng ta đến những chỗ dữ, chỗ xấu xa. Thì như vậy khi nói đến nghiệp, tức là nói đến cái gì? Bởi vì nó thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Thân nghiệp là gì? Là các hành động theo một thói quen. Một thói quen đó hoặc là lành hoặc là dữ, thì nó trở thành một động lực, nó chi phối chúng ta. Động lực đó đối với con mắt phàm tục của mình thì gọi nó là vô hình, nhưng đối với con mắt của thánh giả thì thấy nó là có hình tướng, hoặc là đen tối gọi là hắc ám, nghiệp hắc ám, hoặc là sáng sủa thì gọi là bạch, nó bạch nghiệp hay là hắc nghiệp. Sáng sủa thì gọi là bạch nghiệp, mà đen tối gọi là hắc nghiệp. Cho nên các bậc thánh giả nhìn tới chúng ta, các ngài liền biết
người ấy mang nghiệp lành hay nghiệp dữ. Đó là do trước kia chúng ta tạo nghiệp hoặc lành hoặc dữ mà phải mang ra giữa đời này để mà chịu cái quả báo của cái thân, hoặc là khổ hoặc là vui. Đó là nói theo tương đối với thế gian. Còn nếu nói theo cái chỗ này thì nghĩa là thọ thân này sang hèn, nghèo, giàu đều là khổ hết. Có thân là có khổ. Đó đúng là tinh thần khổ đế của Đạo Phật. Thì như vậy, tạo nghiệp thiện, nghiệp ác, cho nên chúng ta phải thọ thân sau này. Nên quý vị không còn lấy làm lạ nữa. Nghe những người xưa nói, có những cái vị tu hành đắc đạo tới, mình tới trước mặt các ngài có thể nói cái đời của mình là tốt hay là xấu. Thì điều đó là tại sao? Vì con mắt các ngài thấy được những cái nghiệp trước hắc ám hay là quang minh của chúng ta. Rồi quý vị cũng không lạ gì đối với những nhà tướng số. Những nhà tướng số làm sao? Khi chúng ta sanh ra rồi họ có những cái tướng trạng gì, thì lúc đó họ coi cái tướng chúng ta, họ có thể đoán được đời chúng ta là đẹp hay là đời chúng ta là không ra gì. Đó là nói về mặt tướng số. Tướng còn như số cũng vậy. Vì cái nghiệp thiện ác của chúng ta, cho nên nó chi phối chúng ta đến đồng một lúc. Nếu thiện thì cùng đồng những ngày giờ như nhau, ác thì nó cũng đồng những ngày giờ xấu như nhau. Vì vậy mà người ta có thể dạch những cái tuổi đó, cái số đó, cái ngày đó, tháng đó, thì người ta có thể đoán trúng phần nào. Đây tôi nói trúng phần nào chứ không phải trúng toàn vẹn. Tại sao vậy? Bởi thế này, lắm khi chúng ta có cái quan niệm rằng như bây giờ có nhiều người đổ số tử vi coi coi như trúng gần 80%, phải không? Rồi quý vị đã nói rõ ràng mình đã có số mệnh đời trước đã định sẵn, cho nên bây giờ đi coi thì rất là trúng. Nhưng mà thưa quý vị, trúng với ai mà có thể trạch với ai? Nếu trúng là chỉ trúng với những con người tầm thường, chứ phải không? Người sanh ra rồi họ cứ theo cái nghiệp của họ, họ sống như bao nhiêu người thì cái có thể số mệnh đó coi trúng. Còn nếu những con người mà hơi phi thường một chút thì trúng hay không? Tức là nếu người mà có cái tính cách phi thường thì tự nhiên cái số mệnh đó không còn trúng nữa. Tại sao vậy? Tôi ví dụ, đừng nói là phi thường lắm, mà hơi chút thôi, họ đã chặt rồi. Như là chúng ta là người xuất gia, thì quý vị thấy, như trong tất cả quý vị đây, ai lại coi số tử vi đều thấy sao? 20 tuổi có gia đình, 20 mấy tuổi có con, dân dân và dân dân, phải không? Rồi có sức phận, rồi có gì đó. Nhưng mà bây giờ đây là 15 tuổi tôi xuất gia rồi, hoặc là 20 tuổi đi xuất gia rồi, thì đúng cái tuổi có gia đình có được không? Đúng cái tuổi có con có được không? Thì như vậy chúng ta đã cải số rồi, phải không? Thì đó, như vậy là số không thể định được. Nếu những người đó họ có những cái gì phi thường, nghĩa là cái phi thường nhỏ nhỏ thôi cũng đã chuyển được số rồi. Thì như vậy, nếu chúng ta đặt số là một cái định mạng sẵn, ai cũng phải đi theo cái khuôn đó, thì cái đó sẽ có những trường hợp ngoại lệ như cái giới xuất gia chúng ta, và sẽ có những trường hợp ngoại lệ với những người có cái dũng khí phi thường, chứ phải không? Thì như vậy, tất nhiên cái số đó không phải là cái toàn vẹn trúng hết 100%. Nhưng mà giờ nói cái nghiệp là cái hành động, là một thói quen. Thì khi nói nghiệp á,
Quý vị thấy là cái bất khả kháng hay là cái chuyển được? Nghe nói cái nghiệp là cái gì mình có thể chuyển được, vì là hành động, thì hành động có thể mình hành động xấu, rồi một lúc nào mình đổi hành động tốt, chứ phải không? Chứ đâu phải là một cái gì bất khả kháng. Vậy mà có lắm người họ đang đi con đường tốt, nhớ chừng bất là đi đường xấu, rồi hỏi tại sao vậy, thì họ đổ thừa sao? Tại nghiệp. Thì như vậy họ thay đổi đó là tại nghiệp bất khả kháng hay là tại họ yếu đuối? Cái đó là cái yếu đuối của họ, bất lực của họ, rồi họ không biết dùng cái từ nào, không cả gan thú nhận tội lỗi của mình, cho nên đổ thừa đó tại nghiệp, phải không? Đó là khi nói cái yếu đuối mà họ không dám tự thú nhận yếu đuối là đổ thừa đó nghiệp. Thì rồi người ta có một số lại cảm tưởng rằng như vậy nghiệp là cái gì không chối cãi được sao? Đó, vì lẽ đó mà có lắm người tưởng nghiệp là cái cố định, thì hết sức là lỗi lầm. Hiểu như vậy là chúng ta phản bội chữ nghiệp của đạo Phật, phải không? Cho nên chúng ta phải thấy rõ rằng khi nói tới nghiệp là nói cái chuyển được, mà nói tới cái chuyển được, vì vậy mới nói rằng đổi nghiệp lành làm nghiệp dữ, hay là đổi nghiệp dữ làm nghiệp lành. Chứ nếu mà nó bất khả chuyển thì giữ là giữ suốt kiếp, mà làm thì làm suốt đời, phải không? Nhưng đâu phải vậy. Quý vị thấy trong hiện đời sao? Có người khi xưa thì say mê dục lạc, đến tuổi nào đó đừng tỉnh dậy, thế rồi họ bỏ tất cả dục lạc, họ chuyển thành con người tốt cao thượng, thì như vậy đó là cái chuyển rồi. Còn có lắm người cũng đang làm được những điều lành điều phải, rồi tới cái tuổi nào đó họ gặp những bạn bè hư dở, rù rén rủ ren, rồi họ đùng cái bỏ những cái tốt trở thành cái xấu, thì như vậy đó họ đã chuyển cái tốt thành xấu rồi. Thì như vậy chúng ta thấy rõ, nói đến nghiệp là nói cái hành động, hành động của thân, hành động của miệng, hành động của ý. Thì cái hành động đó có quyền thay đổi hoặc là tốt hoặc là xấu nơi chúng ta, tức là ba cái động cơ thân, miệng, ý đó có thể bị thay đổi, chứ không phải là cái bất lực. Như vậy chúng ta mới thấy rõ ý nghĩa của chữ nghiệp. Thì bây giờ chúng ta đã biết rõ ý nghĩa chữ nghiệp rồi, thì chúng ta phải biết thêm một chút nữa nghiệp nó lôi chúng ta như thế nào. Bây giờ quý vị nhớ, nếu là một người tập cái thói quen về thân, như mỗi tối thường mở ra vô để nghe nhạc, thì lỗ tai nghe nhạc trong cái giờ 8 giờ tối hoặc là 7 giờ tối chẳng hạn, đêm nào cũng như đêm nào, tập quen rồi thì hôm nào đó họ đi chỗ khác không có ra vô, thì tới giờ đó họ không nghe được thì họ cảm thấy sao? Hơi buồn, phải không? Giả sử hàng xóm mà có ai mở ra vô thì họ sao? Tự nhiên cái mà thói quen đó, nó thúc họ, họ muốn đi tìm tới đó họ nghe. Thì như vậy cái đó nó có hình tướng gì không? Nó đâu có hình tướng gì, nhưng mà nó có một cái sức mạnh thúc đẩy người đó tự nhiên muốn tìm tới nghe, dù chỗ đó nó xa đi mấy cây số, hay là nó xa đi mấy cái tâm thước, mấy cái căn phố đi nữa, để nghe có những cái tiếng nhạc đó họ cảm thấy muốn tới đó nghe cho hài lòng. Thì đó là cái thói quen của lỗ tai. Rồi giờ cái thói quen của cái miệng cũng vậy. Ví dụ như giờ có những người khi ngồi rảnh thì họ liền miệng thổi sáo, tức là huýt sáo, rồi tai thì nhiệt, miệng cà. Nếu khi nào rỗi họ cứ làm như vậy, thì hôm nào đó đến cái chỗ trang nghiêm hơn, lý đáng người ta không cho làm chuyện đó, mà rồi ngồi buồn họ cái thì sao? Rồi tự nhiên tai cũng nhiệm, rồi miệng cũng thổi sáo, rồi cũng
tụng cả. Thì như vậy nó trở thành một thói quen, thì bất chợt lúc nào đó không biết, mà lý đáng cái đó là không cho phép, mà tự nhiên nó cũng phát hiện, phải không? Thì như vậy tức là nó có một cái sức mạnh, nó đẩy chúng ta đến bao giờ không hay. Đó là nói cái thói quen của cái miệng. Còn những cái thói quen tệ hơn nữa là ví dụ sao? Ví dụ như quý vị tập hút thuốc, tập uống rượu, tập ăn trầu, tập hút ốc phiện, vân vân. Thì cái đó ai cha sanh mẹ đẻ ra có ghiền thuốc bao giờ chưa? Có ghiền rượu bao giờ chưa? Có ghiền ốc phiện bao giờ chưa? Không có. Mà rồi lớn lên cái thấy người ta làm bất chiếu theo. Rồi cái từ bất chiếu ban đầu nó không ra gì đó, nhưng tập lần thành thói quen. Thói quen rồi cái nó có bệnh ghiền. Bệnh ghiền thì giả sử như hôm nào hết tiền, không có tiền mua thuốc, ngồi ở chỗ vắng, thình lình có người nào ở trên gió hút dài hơi thuốc hoặc phà ra, nghe mùi khói thì sao? À, lúc đó mới tò mò tới để mà xin thuốc hút. Thì ai bắt người đó đi tới để xin thuốc? Cái động lực nào mà chuối người đó đến xin thuốc? Có phải là cũng một thói quen, phải không? Thói quen nó trở thành ra nhiễm, nhiễm rồi có sức mạnh để khiến lôi mình mà mình không thấy nó đẩy mình mà mình không thấy mới lạ chứ. Rồi phải tới đó xin thuốc đó. Thì tới người ghiền rượu cũng vậy, người ghiền ốc phiện cũng vậy. Thì như vậy đó là một thói quen nó trở thành tập nhiễm mà thế gian gọi là thiền, phải không? Ở trong nhà Phật gọi là trở thành tập nhiễm, tức là nó dính sâu trong đó rồi thì nó có sức mạnh lôi mình tới mà mình không hay. Vì vậy cho nên ở đây mới nói nghiệp nó trói buộc, nó dẫn mình để đi thọ sanh mà mình không biết. Bởi mình không biết là mình cứ tưởng tượng ra, hoặc là do cái này hoặc là do cái kia bắt mình ra đây, chứ sự thật không ai bắt hết á. Chính mình bắt mình dẫn mình chứ không ai dẫn. Thì như vậy cho nên quý vị thấy, chúng ta hiểu được chữ nghiệp thì chúng ta sẽ bớt cái gì? Bớt những cái bệnh là ham coi số. Bớt cái bệnh gì nữa? Ham coi tướng. Bớt cái bệnh gì nữa? Ham coi thầy bói, phải không? Thì tất cả những cái đó đều là cái bên ngoài. Cái động cơ chính là nghiệp lành, nghiệp dữ của mình. Mà mình không có lo chuyển cái nghiệp mình, một khi chạy là coi bói, thử coi lên đời này tôi sung sướng là tôi nghèo, phải không? Rồi coi bói cái năm nay làm ăn được hay không được. Tại sao mình không nhớ rằng chính mình là chủ nhân ông tạo thành khổ hay tạo thành vui? Nếu muốn chuyển cái khổ thành cái vui thì cứ ráng chuyển nghiệp, phải không? Nghiệp xong là chuyển, mà cứ lại hỏi ông này, hỏi ông kia nhờ mắt giùm, thật là sao? Nếu nói theo thế gian thì khờ quá, phải không? Còn nói theo trong đạo thì thật là si mê, quá si mê. Cho nên Phật, nhà Phật loại đó là những người mê tín, tức là không thấy được lẽ thật, rồi đi mù quáng, vờ quạng, gặp ai hỏi nấy, mình mù đi hỏi người mù, phải không? Rồi như vậy đó mà cũng sáng tin, rồi về người ta nói mình khá thì mừng lên, ta nói mình nghèo là buồn xuống, rồi đủ thứ chuyện, rồi khổ vui theo trong đó. Đó là những người không hiểu được chữ nghĩa của đạo Phật chút nào hết. Nếu chúng ta thực tình hiểu chữ nghĩa trong đạo Phật thì an nhiên, cứ nhớ là ngày nay miệng mình nói lành hay dữ, thân mình làm lành hay dữ, ý mình nghĩ lành hay dữ, rồi cứ như vậy mà chiếm nó, thì thiệt là mình giành được cái quyền tự chủ đối với giữa muôn người, phải không? Như vậy thì rõ ràng hiện tại chúng ta là một người đủ sức mạnh, đủ can đảm mà chịu và xây dựng ngày mai chúng ta. Chịu đựng cái gì nó đến và sắp đặt cái gì cho ngày mai, chứ không có ai có quyền sắp đặt cho chúng ta hết, phải không? Còn nếu mà ai không hiểu được như vậy là những kẻ sao? Bó tay để cho dòng định mệnh nó lôi, phải không? Bó tay để cho cuốn tới đâu cuốn, chẳng khác nào như những cái rèo trâu dưới sông vậy đó. Nghĩa là mặt tình gió tắt vô đâu là tắm, nước nó cuốn vô đâu là cuốn. Còn chúng ta là người biết rõ lý nghiệp rồi, tức là người biết tu thì phải chuyển nghiệp. Là chúng ta là những chiếc thuyền
những con tàu mạnh mẽ, gió đau gió, nước đau nước cũng phải tiến theo mục đích mình đã nhắm, phải không? Chứ không có bị nó cuốn. Đó là ý nghĩa của nghiệp. Thì như vậy quý vị thấy, nói tới nghiệp là nói tới cái gì? Là nói tới một sức mạnh, phải không? Một sức tự chủ, chứ không phải nói tới một cái gì yếu đuối, phó thác. Mà bây giờ có lắm người chửi tiểu nghiệp theo tính cách sao? Là yếu đuối, là phó thác. Những cái gì không xong rồi đổ thừa nghiệp, thấy không? Chứ như vậy đó rồi đổ thừa, tại cái nghiệp tôi như vậy đó mà. Chứ nghĩa như vậy thì thật là kẻ yếu đuối và phó thác. Mà như vậy thì đâu có hiểu chữ nghiệp của đạo Phật. Cho nên ở đây khi nói tới chữ nghiệp, quý vị sáng nhận thức cho thật kỹ, mà hiểu được chữ nghiệp đạo Phật thì quý vị đã thấy trong đời tu mình nó đã an lành lắm rồi. Mình gian dạ chuyển đổi và sắp đặt một cuộc đời sống của mình ngày nay và ngày mai nếu còn ở trong dòng nghiệp. Còn hoặc giả là chúng ta sẽ cắt đứt tất cả cái trói buộc của nghiệp. Mà sao? Mà tự tại trong tam giới. Muốn qua thì qua, muốn lại thì lại, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, chứ không có bị nó ràng buộc nữa. Đó, nó thật là người dũng sĩ. Chứ không phải nói tới nghiệp rồi nói tới bất lực, nói tới cái đầu hàng. Đây là Đức Ngài Quy Sơn, Ngài muốn chỉ cho chúng ta biết cái nguyên nhân mà chúng ta thọ thân. Ra đời này có thân này không ai khỏi nghiệp, hoặc lành hoặc dữ, cho nên mới thọ thân ở đây. Lành hoặc dữ thì chúng ta nếu thấy hiện thọ thân ở trong cảnh an lành, tốt đẹp thì đó biết là mình nghiệp lành. Trong cái cảnh xấu xa, đau khổ thì biết mình là nghiệp dữ. Thì như vậy mình biết cái quả đang thọ là lành hay là dữ, thì mình có thể phải làm sao nữa? Nếu mình đang thọ cái khổ thì mình gan dạ nhận chịu mà cố chuyển từ đây về sau cho ta lành, phải không? Còn nếu mình cảm thấy mình đang thọ cái lành thì phải gan dạ cắt đứt để mình thoát khỏi hết phần nghiệp. Thì như vậy đó là chúng ta biết được cái ý nghĩa nghiệp. Nếu mà nghiệp quá hắc ám thì dịch chuyển cho nó thanh bạch, nếu đã là nghiệp thanh bạch thì dịch chuyển thêm nữa, tức là cho ra khỏi tất cả, thoát hết nó. Thì đó là chúng ta biết tu nghiệp bằng biết nghiệp rồi phó cho nó lôi, thì đó là không biết tu, đó là đầu hàng nghiệp. Bởi vì nếu là còn nghiệp mang thân thì dĩ nhiên thân này có sinh thì có tử, nó phải chịu theo cái luật vô thường mà hôm rồi tôi đã nói. Sở dĩ đạo Phật nói có thân là có khổ là vì có thân phải chịu vô thường, mà vô thường thì quả diệt, cho nên đó là đau khổ. Dù giàu cũng phải bị vô thường, cũng bị quả diệt. Dù nghèo cũng vậy, cho tới vua chúa cũng không thoát khỏi cái đó. Cho nên gọi là hình lụy. Hình lụy là vậy, tức là phải chịu khổ đau bởi cái sự hoại diệt của thân. Như trong kinh thường nói, sanh khổ, già khổ, bệnh khổ và tử khổ đó. Thì có ông vua nào khỏi vốn cái đó không? Và ái dược ly khổ, cầu bất đắc khổ, quán tánh hội khổ, thì có ông vua nào tránh khỏi những cái điều khổ đó không? Cho nên kết luận lại, có thân đều là có khổ. Chỉ bao giờ cắt đứt được nghiệp, mà nếu cắt đứt được nghiệp thì sao? Thì không có thân. Mà không có thân tức là lúc đó thành hư không, phải không? Phải không? Không có thân nghĩa là không có thân bị nghiệp lôi. Và lúc đó tùy quý vị muốn độ bà con dòng họ chứ nào thì cứ tùy nguyện mà đến đổ họ rồi đi, không có ai lôi kéo mình hết. Làm xong việc thì cứ đi, chưa rồi cứ ở, gọi đó là tự tại, không do nghiệp lôi. Còn nếu mà chúng ta chưa có cắt được nghiệp thì như bây giờ quý vị ra đây, quý vị có ý thức rằng ra đây để độ ai hay không?
hay là người cái đẩy mà vô đây thì ráng chịu, trong cảnh nghèo thì chịu nghèo, trong cảnh giàu được giàu chứ không biết gì hết, rồi ra thì gặp sao chịu vậy. Thì đó là mình trong cái mê muội chứ không có ý thức, không làm chủ được trong cuộc sanh của mình, đó là gọi là do nghiệp lôi. Như vậy là tôi đã giải thích hai câu: phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lệ. Đây mới kể tới cái sự sanh hiện giờ của chúng ta. Bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duyên như cộng thành. Khi mà chúng ta mang thân do nghiệp lôi, phải mang thân, thì mang thân bằng cách nào đó. Bởi vì nghiệp thúc đẩy cho nên chúng ta mới tới. Tới ở đâu? Tới trong thai mẹ. Thì trong thai mẹ đó là do nhận cái thân hình từ nơi cha mẹ, tức là từ nơi tinh cha quyết mẹ kết động lại thành cái bào thai. Bào thai đó là thân hình của chúng ta. Thì từ cái bào thai, bởi tinh cha quyết mẹ là cái hạt giống đầu tiên của thân này. Nhưng mà nếu chỉ có hạt giống đó không thì thân này còn mãi hay không? Cũng không còn. Cho nên phải nhờ giả, tức là mượn chúng duyên như cộng thành, tức là nhờ các cái duyên hợp lại mà thành cái thân hình của chúng ta. Chứ quý vị thấy rõ hai câu trước là chỉ cho bởi vì chúng ta vô minh, tức là mê lầm nên mới tạo nghiệp, mà tạo nghiệp tức là hành. Bởi tạo nghiệp cho nên cái nghiệp đó nó lôi chúng ta, tức là lôi thức đi vào cái bào thai nơi cha mẹ, rồi mang cái hình chất từ cha mẹ đó. Cái hình chất đó nó phải nhờ sự ăn uống, nhờ tất cả những cái bên ngoài, tức là nói tóm là nhờ tứ đại bên ngoài bồi bổ vào, từ từ nó mới lớn lên, nó thành ra cái hình tướng đó. Cho nên nói rằng giả chúng duyên như cộng thành. Thì điều này quý vị thấy hết sức là rõ. Lúc còn ở trong bào thai, chúng ta chỉ thấy rằng bào thai ấy nhờ sự ăn uống hô hấp của bà mẹ mà nuôi dưỡng nó, từ từ nó lớn lên cho nó đủ cả các bộ phận. Rồi sau khi đủ các bộ phận rồi, lọt lòng mẹ ra, rồi nó cũng phải nhờ cái gì nữa? Cũng nhờ ăn, nhờ mặc, nhờ tất cả thuốc thang vân vân. Nói tóm lại cũng nhờ tứ đại bên ngoài bồi bổ nó, cho nên lần lần nó mới lớn thành cái hình người. Thì như vậy sở dĩ chúng ta thành được một con người đầy đủ các bộ phận toàn vẹn khỏe mạnh, đó trước hết là gốc từ tinh cha quyết mẹ làm cái mầm, làm cái nhân, rồi lần lần do sự giúp đỡ của tứ đại bên ngoài bồi bổ mới thành ra một cái hình thể mạnh mẽ như thế này. Đó là để chỉ cho cái thân từ buổi ăn sơ cho đến khi nó thành hình toàn vẹn. Thì như vậy chúng ta đã biết nó thành hình toàn vẹn đó là nhờ sự bồi bổ của tứ đại mà có, như hôm qua chúng ta đã nói. Nên đây phải nói tiếp: tuy nãy tứ đại phò trì thường tương di bội. Đó. Tuy nhiên chúng ta biết cái thân này là do bốn đại nó phò trì, tức là phụ giúp với nhau để mà gìn giữ. Phò tức là phụ giúp, trì là gìn giữ, do tứ đại bồi bổ giúp đỡ và giữ gìn mà còn. Nhưng mà trong khi bồi bổ giúp đỡ đó, nó luôn luôn có cái gì? Nó thường trái nhau, thường tương vi bội. Vi bội tức là nó phản ngược, nó trái hẳn nhau. Bởi vì trong đó đất thì nó không ưa nước, hay là đất thì nó không ưa gió, nước thì nó không ưa lửa, phải không? Hai cái là
ngược hẳn nhau. Nếu mà lửa gặp nước thì lửa tắt, đất mà bị gió nhiều thì đất rung rinh, phải không? Cho nên quý vị thấy khi nào mà mình bị gió nó xâm phạm vô thì lúc đó làm sao? Lúc đó đau mình, cả thân toàn thân rũ liệt, đau mình, đau mình nó rất là gió thổi đất rung rinh chứ không gì lạ hết. Gió nhiều thì đất rung rinh. Thì quý vị thấy nghĩa là rõ ràng vậy, như là cái trái đất của mình khi nào mà bị phong lưng nó xâm nhập mạnh cái lúc đó nó chuyển động, nó làm như động đất đó. Thì thân mình cũng vậy, khi nào bị gió đập ở ngoài nó xâm vô, nó phụ sức gió tông mạnh quá cái thì toàn thân rung rinh hết. Rung rinh thì lúc đó mình cảm thấy sao? Mỏi mê tê liệt hết, hết muốn đi, hết muốn ngồi nằm đó. Thì chỉ cần nó đánh gió cạo cho những cái gió đó nó ra, phải không? Thì lúc đó nó nhẹ lại thì có gì đó. Thì rõ ràng là một sức dai mượn, không có cái gì là thật hết. Nên là chỉ có vốn đại đó mà nó thay đổi nhau, là sanh diệt không yên ổn. Đó là tôi nói đất và gió. Còn nếu lúc nào mà đất nó mạnh quá thì sao? Gió nó ít mà đất thì mạnh thì sao? Tức là nếu người nào mà cơ thể mà dày bịch, không khí nó không ra được, hơi nó không ra được thì sao? Thì lúc đó nó bức rứt trong người, nó thật làm cho con người khó chịu, như là hút hơi, hút hạt. Đó, nó đồng ra những cái hút cái trong người, hơi không thông. Men đất nhiều thì hơi không thông thì dễ chịu không? Cũng nhào, cũng răng, cũng khó chịu như thường. Đó là đất, nó ngăn trở gió. Còn khi nào mà nước nhiều, lửa ít thì sao? Lúc nó xanh nó phù thủng. Bởi vì lửa nó không có thể đốt được nước, nước nó tràn quá thì xanh nó phù thủng, đàm đủ thứ hết, khò khè cổ. Còn lúc nào mà lửa nhiều, nước ít thì sao? Đâm ra con người khô gầy rồi, nhức đầu rồi, ngủ không được, vân vân. Thì như vậy mình thấy rõ ràng, tuy nói mình nhiều bệnh mà kỳ thật ra đều là bốn đại bất hòa mà ra, phải không? Như hôm qua nói, chúng ta chỉ cần điều hòa bốn rắn độc đó, bốn rắn độc đó mà điều hòa được nó thì an ổn, điều hòa không được nó thì sanh ra khổ. Khổ tự vì nó thường trái nhau, chứ đâu có thuận. Mà mình nghe điều hòa đừng cho cái nào tội hơn cái nào, thì mình thấy các nhà chánh trị ở ngoài thế gian họ muốn cho cái thế giới được an ổn, thì một nước nào mà có binh lực nhiều quá thì họ sao? Họ tìm cách hạn chế, phải không? Thì như vậy trên thế giới khả dĩ điều hòa được. Thì như vậy tức là các nhà chánh trị người ta lo điều hòa những cái sức mạnh, những nước trên thế giới. Còn mình đây thì lo điều hòa cái gì? Sức mạnh của tứ đại, phải không? Trong tứ đại đó là cái nào mà thấy nó hơi mạnh hơn thì mình biết mình điều hòa, tức là hạn chế cái đó lại, bù bỏ cái yếu lên, thì như vậy là chúng ta an ổn, không có gì hết. Mà nếu điều hòa được như vậy cũng đâu phải chuyện dễ, cũng là một nhà chính trị lắm đó, phải không? Chính trị đối với bản thân, nơi bản thân mình biết điều hòa, mình khéo sắp đặt cho nó. Mà như vậy tức là quý vị thấy, tự mình biết tu là mình đã làm được ông thầy thuốc cho mình rồi. Mình biết cái nào nó suy, cái nào nó thạnh, cái nào đó để mà mình tự bồi bổ cho nó. Thì như vậy đó là mình đã khéo tay mà trị thuốc cho mình đó. Bằng không khéo điều hòa thì tự mình làm cho nó tan rã, tự mình làm cho nó phải khổ đau, chứ đâu có gì lạ. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta biết thân hiện có của chúng ta gốc từ tứ đại, chung hợp lại giúp đỡ nhau, gìn giữ nhau mà còn. Nhưng trong cái sự chung hợp đó lúc nào nó cũng có sự chống trái, ngược nhau, nó không bao giờ an ổn. Thì quý vị thấy chẳng khác nào như là nuôi giặc ở trong nhà, phải không? Mà đã nuôi giặc trong nhà thì dồi cho khôn ngoan, cách gì cũng có ngày nó cũng nổi giặc, phải không? Đó, bây giờ quý vị thấy từ hồi xưa đến giờ, đây là tôi nói xa một chút, có lắm gì như là tập theo phép yoga ở bên Ấn Độ,
hoặc là tập theo phép luyện đơn ở Trung Hoa của các nhà tu tiên, là suốt làm sao suốt giữ cái thành này cho nó sống dài, nó còn hoài. Nhưng bây giờ quý vị kiểm điểm lại, còn được mấy ông ở Trung Hoa, còn được mấy ông tiên, quý vị kiếm cho tôi một ông coi. Ở Ấn Độ còn được mấy ông vô ra, quý vị kiếm cho tôi một ông coi. Như là khéo lắm, người ta sống 50 năm mình ráng được 100 năm đó là giỏi, hoặc ráng lớn là được 200 năm thì rồi cũng mất. Nhưng bây giờ tại vì mình sống tới 60 năm mà thấy người ta sống được 120 năm mình nói thì hữu lắm, nhưng mà rồi cũng phải. Với biết là nuôi giặt trong nhà thì sống muộn gì nó cũng nổi loạn, cho nên mình biết được cái đó là đã biết giặt trong nhà mà hy vọng giữ nó còn hoài thì cái đó là sao, quan niệm đó là sao. Thì như vậy quý vị thấy cái căn bản đó đã mê lầm rồi, phải không? Cho nên có lắm người, chính tôi hồi còn mới tu chừng vài ba năm vô chùa, mình không có biết cách điều hòa ham tu, cho nên cố gắng thực hành mọi việc về hình thức lễ bái sám hối rồi siêng năng lắm, mà ở thế gian khác vô chùa thay đổi toàn bộ không khí, toàn sự ăn uống, rồi thức khuya dậy sớm, thì lúc đó cơ thể nó bại hoại, mà thêm cái là mình không đủ sức bồi bổ nó, mình hủy hoại nó quá, cho nên đau ít bữa thì nóng lạnh, ít bữa nhức đầu. Thì lúc đó có một gặp một ông, ông tu theo bên tiên, ông vô chùa, ông nghỉ nhà, ông thấy tôi bị nóng lạnh, thì ông nói: thầy tu cái gì mà đau lên đau xuống, tu là không đau được chứ. Tôi nghe xấu hổ quá, mình tu mà sao đau, ổng là còn cư sĩ mà ổng không đau, ổng hay hơn mình quá. Nhưng mà không biết làm sao, mình cứ đau hoài. Thì như vậy, thì mình tưởng đâu ổng đúng, mình sai. Vì ổng tu không đau, ổng xuống mình tu mình đau hoài. Mà sao thầy mình không dạy mình cách hết đau, mà cứ giữ một cái tu dễ vậy thôi. Thì mình cảm thấy hình như là thông đạo Phật hơi dở, không có cái gì mà dạy mình hết đau hết. Người ta tu tiên người ta hết đau, mình tu Phật mình đau hoài đó. Thì lúc đó mình cảm thấy như mình hơi dở, nhưng mà không dám nói ra. Từ từ học Phật rồi tới giờ mình mới thức tỉnh, à như vậy thì mình không phải dở, dân Phật mình không thấy rõ cái đó là cái phải hoại. Nhưng hoại hoặc sớm hoặc muộn thì chúng ta lợi dụng cái đó, cũng như mình đi ngoài biển chìm thuyền dưới gốc cây mục, mình ôm nương gốc cây mục, thì lúc đó mình phải nghĩ sao về cái cuộc sống của mình. Nếu nói rằng gốc cây mục này nó giúp cho mình khỏi chết thì mình ráng mình giữ gốc cây mục đó hoàn toàn hoài, thì như vậy là quan niệm đúng. Người ta thành ra mình không cần phải nghĩ giữ gốc cây mục, mà mình chỉ nghĩ rằng nương gốc cây mục để vào bờ thì quan niệm mới đúng. Người ta thì như vậy mình đã biết đó là gốc cây mục, mà biết giữ nó còn hoài thì chuyện quá khờ, phải không? Nếu mình biết gốc cây mục thì biết chỉ một niệm rằng nương nó để đưa tới bờ thôi, nương nó tới bờ thì trúng. Mà nếu giữ gốc cây mục còn hoài là sao, phải không? Vì vậy cho nên chúng ta mới thấy rằng quan niệm của đạo Phật không nói rằng chết dài chết ngắn gì hết, mà chỉ rằng biết rằng ngày nay chúng ta có thân, lợi dụng nó để tiến tu cầu giải thoát thì đó là phải. Nếu mà cố tình giữ nó đó là sai. Thì chủ yếu của đạo Phật là vậy. Cho nên nhớ rằng nó thường chống trái nhau, mà chống trái nhau mà cứ giữ làm gì? Chỉ có cần là trong khi nương nó chúng ta có thể tới được bờ an ổn, khi tới bờ rồi thì nó trở thành vô nghĩa, phải không? Đó là cái chủ yếu của đạo Phật. Nên quý vị thấy rõ cái ý nghĩa của đạo Phật là lấy cái chỗ giác ngộ làm trên, chứ không phải lấy cái giữ thanh làm trên đó. Mà thường các pháp tu khác hay cho rằng lấy cái giữ thanh làm trên, mà bởi vì con người sẵn có cái gì, có cái ái thanh,
phải không? Muốn sống lâu tức là cái tham nó chứ gì hết, tham sống lâu, tham thọ hưởng, mà nghe nó tu cái đó mà sống lâu là ham liền, phải không? Cho nên ai rồi cũng đua nhau mà tập tu. Còn đạo Phật thì cốt làm cho mình giác ngộ, dứt lòng tham, và biết rằng cái ái thân là gốc của luân hồi. Cho nên Đức Phật không bao giờ đề cập tới phương pháp sống lâu hết. Quý vị thấy không? Không bao giờ đề cập. Quý vị thấy như là tất cả trong kinh Phật không bao giờ nói à, ông tu như vậy ông sẽ sống lâu, ông sẽ không bệnh. Đạo Phật không chủ trương đó, mà chỉ nói rằng cần phải giác ngộ, mà cần phải dứt cái ái, mà ái ngã là cái gốc đó. Như vậy cho nên bệnh cũng là tốt, khi tu bệnh là tốt. Nhờ bệnh rồi mới thấy thân này là sắp hư hoại, mình không ái nó, mà không ái nó thì tức là dòng luân hồi mình cõi cái mộc. Còn nếu mà còn ái nó, đó là gốc luân hồi. Giảng như vậy để quý vị thấy cái thực của đạo Phật, chứ không nhiều khi Phật tử mình lầm to lắm. Nghe vị nào tu nó tôi tu mấy chục năm nay tôi không bệnh mà tôi có thể sống 120 tuổi, 40 tuổi. Nghe vậy cái thì tuy nhiên là Phật tử mà cũng khách quá tới đầu hàng, xin bái phục ngài dạy cho tôi tu sống lâu, phải không? Đó là gốc tham ái thân mà ra, chứ không phải là gốc cầu giác ngộ. Thành ra chúng ta phải thấy rõ đâu là giác ngộ, đâu là mê lầm. Mà đạo Phật chủ trương lấy giác ngộ làm trên, chứ không phải lấy tham ái làm trên. Đó. Như vậy cho nên mở đầu thì Tổ Vi Sơ nó chỉ cho chúng ta thấy có thân này là có khổ, tức là phải có bại hoại. Mà có bại hoại tại sao? Bởi vì gốc nó là do tứ đại trung hợp mà thành, mà tứ đại là bốn cái luôn luôn chống nhau. Bốn cái chống nhau thì mình phải lợi dụng trong khi nó còn hòa nhau đó, để mình làm cái gì cao thượng hơn. Chứ để ngày mai nó chống nhau nó rã ra thì lúc đó muốn làm gì làm cũng không được. Cho nên đây ngài mới chỉ là nó thường giúp đỡ nhau, gìn giữ nhau mà thường chống trái với nhau. Vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ. Thì như vậy nó chống trái nhau bằng cách nào? Tức là nó làm cho chữ vô thường đây nó có cái nghĩa khác hơn là cái chữ vô thường của các nơi. Chữ vô thường các nơi là chỉ cho sự đổi thay từng phút giây, đổi thay từng đoạn. Nhưng ở đây chỉ chữ vô thường là chỉ cho cái chết. Thì cái chết, cái già, cái bệnh nó không hẹn cùng người. Nó có hẹn không? Ví dụ như tôi cấm đầu tu, cấm đầu làm chút ít Phật sự, giật mình nó lại đầu đã bạc, răng rụng, phải không? Nó có hẹn tôi đâu. Chính như Hòa Thượng Giám Đốc hôm rồi Hòa Thượng nói, tôi cảm động. Hòa Thượng nói rằng tôi còn hai cái công tác nữa. Một là cái công tác sửa sang là Đại Tùng Lâm, hai là cái công tác xây dựng cơ sở phiên dịch, mà tuổi không cho phép tôi làm kịp. Thì như vậy tức là ngài thấy ngài phải làm cho rồi hai cái đó, mà ngài thấy vô thường nó tới gấp, ngài không thể làm kịp. Thì như vậy nó có hẹn rồi đâu, nó không có hứa rằng tôi cho ông làm tròn cái đó rồi ông sẽ đi, không có. Nó là ưng đến là nó đến. Vì vậy cho nên chúng ta phải thấy rõ ý nghĩa vô thường, tức là cái chết, cái già, cái bệnh. Ví dụ như bây giờ tôi hứa rằng sẽ hướng dẫn cho quý vị 3 năm tu học, nhưng biết đâu nửa chừng ngã và bệnh thì cũng phải gãy đổ. Nó đâu có hẹn, phải vậy không? Rồi cái chết cũng vậy, nó là chừng nó ưng tới thì tới, chúng ta không thể hẹn được. Mà biết rằng không có thể hẹn được thì phải sao? Giờ nào làm được phải làm gấp, phải không? Chứ còn đừng có chần chờ. Ôi tôi bây giờ mới 20 mấy tuổi, vội gì tu, phải không? Tôi có thể phải sống tới 80 tuổi thì còn tới 70 mấy năm nữa, chừng nó có tu cũng không muộn. Nghĩ như vậy rồi mới có 30 tuổi chụp nó ngã ra nó chết thì chừng đó thì sao? Chừng đó mới là hối hận. Như vậy thì sự nghiệp tu hành chưa ra gì mà cái chết đã đến. Cho nên chúng ta phải thức tỉnh rõ ràng ở chỗ đó. Vì vậy cho nên
chính ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương mà chúng ta thấy Đức Phật ngài nhắc cho chúng ta một cách hết sức là rõ ràng. Hỏi mạng người sống bao lâu thì một tỳ kheo trả lời sống được mấy ngày, Phật nói ông chưa thấy đạo. Hỏi mạng người sống bao lâu, vị tỳ kheo khác nói mạng người sống trong một ngày, Phật nói ông cũng chưa thấy đạo. Hỏi mạng người sống bao lâu, vị khác trả lời sống trong một bữa ăn, mình thấy hết sức ngắn rồi phải không? Mà ngài cũng nói ông chưa thấy đạo. Rồi hỏi vị tỳ kheo nữa, mạng người sống bao lâu, ông trả lời chỉ trong hơi thở. Đó, thiện ngài nói chính ông thấy đạo, và thấy tới chỗ chí lý đó mới gọi là thấy đạo. Thì như vậy còn hít vô thở ra thì còn sống, hít vô thở ra không hít vô lại thì sao, thì chết. Đó là lẽ thật, một triệu người chết cũng đều như vậy hết phải không? Chứ đừng nói một bữa ăn mà nửa chừng thở ra không hít vô thì cũng ngã mà chết rồi, đâu chọn bữa ăn phải không? Thành thử cho chúng ta cứ tưởng một chặng hoặc là dài là mấy mươi ngày, hoặc là ngắn một ngày, hoặc ngắn nữa là bữa ăn, nhưng cũng không đúng. Mà sự thật của nó là chỉ trong một hơi thở, thở ra con hít vô là chết. Thì như vậy giờ này còn thở ra hít vô thì giờ đó phải tù, phải không? Chứ còn lát nữa thở ra không hít vô là chết rồi. Mà cứ ngồi đó mà tính 50 năm, 30 năm, thật là sao? Thật là chưa thấy đạo. Mà chưa thấy đạo là sao? Là còn si mê, phải không? Thì như vậy quý vị kiểm điểm lại, chúng ta ai là kẻ hết si mê? Ai là kẻ hết si mê? Có người nào tưởng rằng chút nữa mình chết, chút nữa mình chết cũng là tạch, chỉ tưởng rằng chút vô mà thở ra không hít lại là chết. Cứ nhớ như vậy thì giờ nào còn thở ra hít vô là giờ đó phải tu gốc. Chứ còn không có nói rằng mai mốt bữa kia không có cái hẹn đó. Thì như vậy đó mới gọi là thấy đạo, mới hết si mê. Thì như vậy chúng ta thấy đạo Phật dạy cho chúng ta một lẽ thực, thấy được lẽ thực đó và là tỉnh giác, còn không thấy được lẽ thực đó là si mê. Như vậy để thấy rõ cái chỗ chí yếu của đạo Phật là mạng người đã không có lâu bền. Đã không lâu bền thì tại sao chúng ta lại hẹn? Hẹn là nghĩa gì? Nghĩa là không chắc gì ngày mai mình còn, mà hẹn 3 năm thì chuyện đó thực là quá sai, phải không? Quá lầm lạc. Cho nên nghĩa là nhớ rõ vô thường, già chết nó không hẹn với mình, thì mình cũng không có quyền hẹn với ai hết. Không có hẹn với ai hết, vì cái đó nó không hẹn được với mình thì mình không có quyền hẹn với ai. Cho nên ngày này tôi còn sống thì ngày này tôi phải hạ thủ công phu để tự lợi lợi tha cho đầy đủ. Chứ còn nói tôi 3 năm nữa rồi tôi sẽ bắt đầu làm cái này làm cái kia thì chuyện đó là còn sống trong si mê. Tên của các vị mà chưa thấy đạo, Phật hỏi trước, đó là cái chỗ chúng ta phải thức tỉnh, phải giác ngộ lại đó. Chiêu tồn tịch vong sát na dị thế, thí như xuân xương hiểu lộ, thúc hốt tức vô, ngạn thọ tỉnh đằng khởi năng trường cửu. Đây là ngài mới diễn tả cái cảnh vô thường. Chúng ta thấy sớm mai còn chiều mất, chỉ trong khoảng sát na đã chuyển qua đời khác rồi. Chỉ trong khoảng sát na tức là hơi thở ra mà không hít vào thì đã qua đời khác. Mới khi sáng mình thấy anh em nói chuyện nhau, rồi buổi chiều tìm lại chỉ là một xác chết, phải không? Đâu chắc gì còn. Cho nên mới sáng mai thấy mà chiều đã mất, gọi là chiêu tồn tịch vong. Đó là nói cái thời gian một ngày ngắn hơn nữa, chỉ trong khoảng tích tắc đồng hồ là đã chuyển qua đời khác. Như vậy tức là cái vô thường từ một ngày cho tới trong khoảng chốc nhát, chúng ta đã thấy nó không còn những cái hình tướng cũ mà nó đã đổi thay một cách lẹ làng. Thì như vậy sự còn mất chỉ trong một ngày hay là sự còn mất ấy chỉ trong một phút giây chứ đâu có gì xa lạ. Ví dụ cũng như là sương buổi sáng mùa xuân, sáng thấy nó
đông đanh trên đầu cỏ, nhưng mà nắng vừa lên thì nó khô ra, phải không? Đó. Thì như vậy tức là sự còn mất của chúng ta chẳng khác nào như sương buổi sáng mùa xuân động ở trên lá cây, động ở trên đầu cỏ, mới thấy đó, một lát nhìn lại đã khô, đã mất rồi. Cho nên nó thúc hốt tức vô, tức là mới vừa thấy đó chợt liền mất rồi, tức là chợt liền không. Ví như cái gì nữa, ví như là cái cây ở trên vực thẳm ngạn thọ, tức là cái cây ở trên vực thẳm, nếu quý vị đi gần những con sông lớn, quý vị sẽ thấy có nhiều cái bờ đất bị nước nó xoay, rồi cái những cái cây khi xưa nó là ở trong mé đất liền, nhưng bây giờ nước xoay riết nó chỉ còn dựa dựa bên mé hẳm. Mà đã dựa mé hẳm thì sao, chỉ cả chờ cơn gió ở trong nó bạt ra thì nhào ùng xuống như sau, nó không có gì bảo đảm hết, không có một chút gì bảo đảm. Thì như vậy ở đây Tổ Quy Sơn dùng những hình ảnh, hình ảnh thứ nhất là xương đầu ngọn cỏ, hình ảnh thứ hai là cây đứng vựa việc hẳm, thêm một hình ảnh nữa là ngạn tỉnh đằng, đằng là sợi dây, tỉnh là cái giếng, tức là dây bò với đáy giếng đều không có thể nào mà còn lâu dài, khởi năng trường cửu đâu thể lâu dài. Đó. Thì dây bò đáy giếng thì chúng ta nghe hơi khó hiểu. Còn nếu mà nói cây ở vực thẳm, xương ở đầu ngọn cỏ thì cái đó dễ thấy rồi. Dây bò đáy giếng thì có nhiều nhà giảng khác nhau. Có nhà giảng nói rằng nếu mà dây bò đáy giếng, giếng thì nước, mà dây mà nó bò xuống dưới đáy giếng thì tất nhiên phải úng, úng thì tức là nó sẽ hư, thối, nó không có còn lâu dài. Thì đó là nhà giảng thường. Còn nếu căn cứ theo cái lời giảng và ký của Ngài Khai Quýnh ở đây thì Ngài nói rằng dây bò đá giếng là để dẫn ở trong kinh Đức Phật có cái thí dụ. Đức Phật dụ rằng trong A Hàm, Đức Phật nói có một người bị tội, nhà vua mới đem ra cho voi chà. Thì khi mà đem ra cho voi chà đó thì thả cái người đó ra, liền thả hai con voi. Thì người đó thấy hai con voi đến, họ quảng hốt, họ chạy, cấm đầu họ chạy. Thì hai con voi liền rượt theo họ. Thì rượt theo họ, họ cấm đầu họ chạy, chạy tiếp. Thì đi tới đó, họ thấy cái giếng, họ quảng, vì ở trên đất bàn thì sợ voi rượt kịp thì sẽ chà nát họ, cho nên họ mới tuôn xuống giếng. Nhưng mà khi tuôn giếng, giếng sâu quá làm sao, họ thấy cái sợi dây thòng thòng xuống, họ liền nương cái sợi dây giềng với sắn gì đó, họ tuột xuống dưới giếng. Nhưng mà vừa tuột xuống gần đáy giếng thì sao, bất chợt gặp năm con rồng ở dưới phun lửa lên, ba con rồng ở dưới nó phun lửa lên, thịt hết lên xuống nữa, nửa chừng đó ôm cái sợi dây đeo, rồi tính định dựa vào thành giếng cho cái chỗ tựa, cho bảo đảm. Dựa vào thành giếng gặp bốn rắn độc nó thè lưỡi ra, rồi sao, thì người ta chỉ còn đeo sợi dây thòn te, không dám xuống, không dám qua và cũng không dám lên. Thì như vậy quý vị thấy cái mạng sống người đó ra sao, tức là không còn chỗ nào là chỗ tựa, mà cái tựa duy nhất của họ chỉ là một sợi dây, phải không? Cái tựa duy nhất là một sợi dây, nhưng sợi dây đó lại bị hai con chuột ở trên, con chuột chát trắng, con chuột đen chạy qua gặm cá, chạy lại gặm cá. Thì quý vị tưởng tượng một con người đeo sợi dây mà sợi dây đó lại bị chuột gặm thì bao lâu nó sẽ rơi, bao lâu nữa sẽ rơi xuống tận đáy giếng.
lên cũng chết, xuống cũng chết, ra cũng chết, lại cũng chết, nghĩa là đâu cũng chết hết, chỉ nương vào một sợi dây, mà sợi dây là bị chuột giẫm nữa, thì làm sao đấy? Thế mà người ấy trong khi đứng ở đó, ngửa mặt ngó lên trời, bỗng có vậy, ông Ngọc cứ bay qua, nó làm rơi năm nhỏ mặt xuống, thè lưỡi liếm liếm một chút cho quên hết những cái đau khổ đó, sai mê đau sợi dây đó mà vui. Thì quý vị thấy người đó si mê tới bực nào, si mê tới bực nào. Thì đó, Đức Phật diễn tả cái sự say mê của chúng sinh nó là vậy. Thì cái sợi dây mà ở đây nói tỉnh đằng, tức là sợi dây bò xuống giếng đó, là để ví dụ cho cái sợi dây mà cái anh chàng đứng đeo đó. Thì sợi dây đó nghĩ có bền không? Một sợi dây mà chuột cắn bò qua cắn, chuột đen bò nó cắn, thì như vậy nó cắn một chút là phải rơi, dĩ nhiên là không có bền lâu được. Đó là căn cứ theo cái sự tích cái trong kinh Phật. Như vậy thì có thể phối hợp lại cho chúng ta thấy, như trong cái câu chuyện đó, Đức Phật dụ hai con voi là chỉ cho hoại khổ và hành khổ, tức là cái sự vô thường tiêu hoại nó thúc đẩy chúng ta, cũng như hai con voi mà rượt chúng ta vậy, luôn luôn nào cũng đuổi, nó làm cho chúng ta phải tan nát. Ví dụ như hai con voi rượt sắp chà nát cái thân thể chúng ta, thì khi đó chúng ta nương cái sợi dây, thí dụ cho cái sợi dây sinh mạng, mạng sống của chúng ta đó, sinh mạng nương vào ở đó đó, mà sợi dây sinh mạng đó xuống thì bị ba con rồng lửa, là ví dụ cho tam độc lúc nào nó cũng thiêu, phải không? Tam độc tức là tham, là sân, là si, lúc nào cũng đốt chúng ta, có phải đốt chúng ta hay không? Quý vị xét kỹ đi, sẽ thấy. Nếu người nào mà một ngày nổi nóng chừng 100 lần, người đó mau chết không? Mau chết không? Nếu là yếu tiên mà nổi nóng chừng 10 lần thì cũng có thể là mạng sống, 50 tuổi kéo lại chừng 30 tuổi cũng chết mất rồi, phải không? Đó, thì cái lửa xanh nó đốt cho mình phải tiêu mòn mạng sống, cũng là như rồng nó phun lửa, đông nó là chết. Rồi cái tham cũng vậy, nghĩa là bởi tham cho nên muốn được mà không được. Tự dụ làm ăn tính cái này là lời vài triệu, mà làm rồi cái chụp thất bại thì sao? Tham mà không được thì sanh lo rầu, phải không? Về ngủ không được, ăn không được, thì cái đó có làm cho quý vị chết không? Đó cũng là cái chết mòn, cũng là cái thiêu đốt mình, mà mình đâu có hay. Si cũng vậy, si nghĩa là không biết cái lẽ chánh, lẽ tà, không biết đúng sự thật, cho nên cứ lao đầu trong cái mê lầm, chạy theo những cái thái quấy, thì cái đó là cái tiêu hoại mình mà mình đâu biết. Vì vậy cho nên ví dụ ba con rồng lửa đang phun lửa để thiêu đốt mình, rồi vốn thành giếng là vốn đánh đọc là gì? Là tứ đại, chú nào cũng chụp cắn để cho mình nát thấy. Thì như vậy hỏi mình sống còn cái gì đâu, chỉ duy nhất là sợi dây sinh mạng nó còn còn đồng đưa đó là mình còn sống. Mà bây giờ lại hai con chuột, chuột trắng chuột đen chạy qua cắn hoài, thì chuột trắng chuột đen là gì? Là ngày đêm, cứ ngày qua mòn chút, đêm lại mòn chút, như vậy đó thì lấy gì mà bảo đảm? Nghĩa là ngày qua mòn chút, đêm lại mòn chút, thì sinh mạng mình nó mòn mòn. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng mạng sống như là chỉ mành theo chuông, phải không? Như vậy đó mà hẹn 30 năm nữa tu là sao? Mạng sống như chỉ mành theo chuông mà còn hẹn hò cái gì? Đó là một cái. Thế mà trong cái khi nguy cấp như vậy, khổ đau như vậy, chỉ có 5 cái giọt mặt của con bầy ong nó làm rơi trên mép, liếm liếm chút thì quên hết. 5 giọt mặt đó là gì? Tức là tài, sắc, danh, thịt và thùy. 5 cái đó nó làm tập quên hết trơn.
Đó, quý vị thấy mạng người nó khổ đau như vậy, mà chỉ có tài, tức là nhiều tiền, nhiều khi làm ăn bữa nay vô được vài ba ngàn, muốn ngày mai vô vài ba ngàn, rồi năm nay vô được triệu, muốn năm tới 2 triệu, cứ muốn như vậy hoài thì sao? Cái chết tới nơi mà quên, rồi cứ cấm đầu làm tới chừng ngã đừng nó chết cái việc mình, thì đó là làm cho ta say mê, quên tất cả những cái nguy hiểm, quên tất cả những cái mà nó đang đưa mình tới cái chỗ tan hoại bởi ngũ dục mà nên. Đó, thì quý vị thấy rõ ràng, nếu một người chúng ta là khách quan được đứng ở trên mây hoặc là đứng ở trên ngồi trên ngọn cây nhìn thấy cái anh chàng ở dưới giếng đang khổ như vậy mà chỉ có liếng năm nhỏ mặt đó rồi ảnh quên đó, thì quý vị sẽ làm sao? Thì vỗ tay cười chú gì ngu đó để phải không? Nhưng bây giờ thì các vị Bồ Tát mười phương chư Phật thấy mình sao? Thấy mình chạy sang ngũ dục lạ thì các ngài sao? Thì các ngài lý đáng vỗ tay cười, nhưng mà không phải. Các ngài thương đáo để các con ngu dại quá, cái chuyện không đáng gì mà cứ sai mê trong đó, sinh mạng chết tới nơi mà cứ đóng cấm đầu trong ngũ dục. Thành thử cho quý vị thấy diễn tả một lối khác hơn, khi chúng ta đọc kinh Pháp Hoa làm thấy cái chàng con ông trưởng giả chạy trong cái nhà lửa đó giỡn hết rồi này kia, mà khi đó ông cha ông ngài ông thương đáo để ông kêu đủ thứ mà không chịu ra, chừng nào mà bài đặt món này món kia đồ chơi đó, chừng đó mới chịu ra. Đó là chỉ cho cái si mê đáo để của mình. Vậy mà quý vị thấy ở thế gian này có ai chấp nhận mình si mê không? Lại cái dỗ người ta đây là trí thức, ta đây là khôn ngoan, ai mà chưa dạy cái là nổi giận lên liền, phải không? Đó, si mê mà không biết mình si mê, đó mới thực là đại si mê, phải không? Nếu mà mình biết mình si mê thì còn khá dĩ, mình có trí một chút, cái này si mê mà không tự biết si mê, thực là đại si mê đó. Thì như vậy, quý vị mới thấy, mạng sống chúng ta chẳng khác nào như xương đầu ngọn cỏ, như cây ở vực hẳm, như dây bò đá giếng, có gì lâu bền mà chúng ta tự đắc, tự vui sướng với cái sống ấy. Mà nếu tự đắc và tự vui sướng cái sống ấy thì đó là kẻ si mê, không biết thức tỉnh. Thì như vậy tổ Nguyên Sơn nói đây là để gì? Để đánh thức chúng ta, phải không? Đánh thức cái mê lầm của chúng ta đó. Đó là lời cảnh sách, đánh thức những cái mê lầm mà chúng ta đang say sưa trong đó. Đó là ngài cảnh sách chúng ta lại. Niệm niệm tánh tốc nhất sát na giang, diễn tức tức thị lai sanh, hà nải án nhiên không quá. Đó là mỗi phút giây, chữ niệm niệm tức là tình cái tâm niệm. Mà quý vị nghe chữ niệm mà có lẽ khó biết, chữ niệm là cái nghĩ, như tâm quý vị vừa khởi nghĩ thì gọi đó là một niệm. Là trong tâm quý vị dòm lại coi nó khởi nghĩ nhiều ít, nghĩa là nó cứ lăn xăng lăn tăng, giấy cái này rồi mất giấy cái kia, như vậy nó lăn tăng trong đó, thì mỗi cái lăn tăng như vậy gọi là một niệm. Một niệm nó chớp nhá, chợt có chợt không. Đó, cho nên nói rằng mau chóng niệm niệm tánh tốc, nhưng mà niệm niệm tức là nó đổi thay tình niệm hết sức là mau chóng. Nhất sát na giang tức là chỉ trong khoảng sát na, chỉ sát na đây là nguyên âm kiếm phạn, tào dịch là một niệm. Một niệm tức là một cái thời gian hết sức ngắn, mà đó cũng là gượng gạo dịch thôi. Cái thiệt là chữ sát na nó quá thời gian hết sức là nhanh, không có thể Trung Hoa có cái chữ gì mà mau bằng để mà dịch được cái thời gian ngắn của cái chữ sát na. Chỉ gượng gạo dịch bằng một niệm, một niệm của tâm. Chuyển tức tức thị lai sanh, tức khi mà chuyển cái hơi thở
liền qua cái đời khác, lai sanh tức là sanh qua cái đời sau rồi. Như khi nãy tôi nói, thở ra mà không hít vô gọi là chuyển tức. Thì không hít vô tức là cái thân hiện hữu này nó liền không còn hoạt động được. Bởi vì hơi gió là cái hoạt động của cơ thể, mà gió dừng thì cái hoạt động hơi đó mà dừng, mà hoạt động dừng thì máu tức là nước liền động, phải không? Không có gió thì nước liền cô động lại, tức là máu không chạy được. Tim không đập, máu không chạy thì lúc đó sẽ chết. Mà tim không đập, máu không chạy thì đất theo đó cũng rã luôn đó. Thì như vậy trong tứ đại mà phong đại là cái làm cho cơ thể chuyển động. Mà cơ thể chuyển động thì gọi là thân còn sống, mà cơ thể không chuyển động thì thân theo đó mà tan. Cho nên một hơi thở ra không hít vào đã qua đời khác rồi. Đây lời Ngài trách, tức là cái đây là cái roi của Ngài, cho mình một roi. Hà nãy án nhiên không quá, tại sao mà làm ngồi yên để cho quá ngày quá tháng? Mình đã biết cái mạng người nó ngắn ngủi như vậy, nó là cái thân này luôn luôn sắp hoại như vậy, mà tại sao chứ các ông cứ khoanh tay ngồi yên để cho qua ngày hết tháng? Đó là một roi rồi, phải không? Đó là gọi là sách đó. Hồi nãy là đánh thức cho chúng ta biết đó, cái cuộc sống là vô thường, là khổ đau như vậy. Nhưng khi nói tới vô thường khổ đau như vậy rồi, kết luận Ngài cho một roi. Tại sao các ông ngồi yên để cho qua ngày quá tháng? Tức là phải nỗ lực lên chứ, phải tiến tu chứ. Chứ chẳng lẽ biết nó vô thường, biết mạng sống trong hơi thở mà cứ là ngồi cười cho qua ngày quá tháng, phải là ngu dại lắm không? Cho nên đây là cái sách đó, cái sách là đánh cho một roi, đánh một roi để mà nhảy tới, để mà tiến lên. Đó là cái ý nghĩa cảnh sách của Tổ Nguyên Sơn. Như vậy chúng ta học qua một đoạn đó để kết luận lại thấy ý nghĩa thế nào. Tổ chỉ cho chúng ta nguyên nhân sinh ra thân này là gốc từ nghiệp, mà từ nghiệp lôi chúng ta ra, cho nên chúng ta không thể tránh được sự đau khổ, tức là sự vô thường tiêu hoại của thân. Rồi Ngài nói rằng chúng ta sống ở đây là nhờ tứ đại chung hợp lại, giúp đỡ nhau mà thành, cho nên mới có thân, thân mới tồn tại. Nhưng mà khi nó chung hợp ấy, nó luôn luôn là phá hoại nhau, chống tránh nhau, chứ nó không phải bền vững. Vì lẽ đó cho nên thân này nó tiêu mòn từng phút từng giây, chứ nó không phải là cái gì lâu dài. Chẳng khác nào như những hình ảnh xương đầu ngọn cỏ, như cây ở bờ vực hẳm, như dây bò đá giếng, chợt còn chợt mất, không có gì lâu dài. Chỉ trong một hơi thở không hít vào là chúng ta đã chết. Vậy mà tại sao các ông cứ lơ là để ngày qua tháng lại? Đó là cái lời trách cứ, lời vỡ trách, chẳng khác nào như một roi cho chúng ta thức tỉnh để mà cố gắng tiến lên. Rồi đây mới qua đoạn thứ hai kế. Phụ mẫu bất cung cam chỉ, lục thanh cố dĩ khí ly, bất năng an quốc trị bang, gia nghiệp đốn nguyên kế tự, diễn ly hương đảng thế phát bẩm sư, nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tánh chi đức, quýnh thoát trần thế nghĩ kỳ khí ly. Đây là Ngài mới trách cho những người xuất gia. Khi nãy thì Ngài nói chung, nghĩa là chỉ cho thân mạng của chúng ta từ khi mới có cái nhân là lôi chúng ta tới làm người, rồi phải chịu khổ, chịu vô thường như vậy. Bây giờ Ngài mới nói riêng vào cái hạng xuất gia, để mà trách những người xuất gia sao không nỗ lực, không cố gắng. Phụ mẫu bất cung cam chỉ, tức là đối với cha mẹ, chúng ta không có thể cúng dường hay là nuôi dưỡng
món ngon vật lạ, cam chỉ tức là những cái món mà ngọt ngào, tức là chỉ cho chúng ta không thể nuôi dưỡng bằng những món ngon vật lạ. Lục thanh có dĩ khí ly, tức là quyến thuộc. Lục thanh tức là chỉ cho thanh bằng quyến thuộc. Theo sách Nho hồi xưa chia ra làm sáu đó, ở đây thì phải cần giải thích chi cho kỹ. Nghĩa là cha mẹ chúng ta thì chúng ta không thể nuôi dưỡng món ngon vật lạ. Bằng hữu quyến thuộc chúng ta thì chúng ta cố xa lìa, không thể yên nước trị dân. Sự nghiệp của gia đình chúng ta đều buông bỏ, không có nối nắm, không có kế tự, tức là không có nối nắm dòng họ. Diễn ly hơn đảng, tức là chúng ta xa lìa làng xóm, thế pháp bẩn sư, tức là cạo tóc để mà theo thầy học đạo. Thì như vậy đoạn này là ngài chỉ cho mình thấy rằng mình đã gan dạ bỏ cha mẹ không nuôi dưỡng. Thì theo sách Nho mà ở Việt Nam chúng ta hấp thụ được thì thấy rằng người con trách nhiệm lớn lao nhất là sao? Là hiếu, phải không? Hiếu kính, tức là nuôi dưỡng cha mẹ mới là cái bổn phận người làm con. Mà bây giờ chúng ta đi tu là bỏ cha, bỏ mẹ, không nuôi dưỡng. Thì chẳng những bỏ cha, bỏ mẹ mà bỏ luôn các bà con quyến thuộc, cắt đứt cái tình thương cha mẹ, cắt đứt cái nghĩa bạn bè thân thuộc. Rồi đối với quốc gia thì chúng ta không thể làm người tôi trung cho đất nước, tức là không có an quốc trị bang. Rồi đối với gia đình thì chúng ta không có sanh con để nối nghiệp. Thì như vậy là bổn phận làm con, bổn phận làm anh em, bổn phận làm dân, bổn phận làm người ở trong gia đình chúng ta đã không làm hết, phải không? Cắt đứt hết. Thì như vậy quý vị để làm gì, muốn làm cái gì? Cạo đầu, nghe, bỏ hết làng xóm, cạo đầu theo thầy để học đạo. Thì như vậy tức là quý vị không muốn làm tất cả cái gì theo sự nghiệp của thế gian. Nghĩa là quý vị muốn sao? Muốn làm cái gì siêu xuất thế gian, phải không? Cao cả hơn trên. Nhưng mà sao? Đây thì tôi giảng thêm. Nhưng mà cạo tóc, vào chùa ở, bỏ cha mẹ, cắt đứt cái tình thương cha mẹ, tình thương anh em ruột thịt, tình thương bạn bè làng xóm, vô chùa lại kết tình chị em với người này, kết tình anh em với người kia, kết tình cha mẹ với người khác. Như vậy là sao? Bỏ cái này rồi bắt cái kia, buông tay này nắm tay nọ, phải không? Như vậy xuất gia để cầu cái gì? Phải cầu cái luân hồi hay không? Bỏ cha mẹ rồi đi kết tình cha mẹ, bỏ cha mẹ ruột thịt đi kết tình cha mẹ với những người thí chủ, thì như vậy có nghĩa là sao? Thực là bội bạc với cái ý nguyện xuất gia của mình, phản bội với cái lý cao siêu giải thoát của mình, mà vào chùa rồi làm những cái trở thành là thế tục. Bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh, bỏ em, cắt đứt hết, vô chùa lại kiếm đứa nhỏ nuôi làm con. Vô lý là sao? Thực là vô lý. Cha mẹ dám bỏ, con không sanh mà chạy nuôi con ta là sinh làm con của mình. Chuyện đó nghĩa là sao? Thành ra cái ái chân chính là cái tình cha mẹ mà mình cắt được, rồi lại đi cái ái từ đâu, thấy không? Thực là phản bội với tâm hồn siêu thoát của một con người xuất gia. Vậy mà bây giờ quý vị dòm lại coi, những cái sai lầm ấy nó gần như là tràn trề ở trong
Cửa gì? Trong cửa chùa hả? Chứ không dám nói cửa thiền. Thì quý vị thấy đó là những cái đáng trách mà tổ ở đây, vì hồi thời của tổ thì không có việc đó, cho nên tổ chưa nói. Thì tôi vì thấy việc đó, buộc lòng tôi phải nói thêm cho quý vị thấy, đừng phản bội với cái gì mà chúng ta đã phục vụ. Chúng ta đã thấy rõ cuộc đời là vô thường, tất cả những cái ái là gốc luân hồi sinh tử. Tại sao cắt bỏ để cầu giải thoát, rồi vô đó lại cột qua những cái khác? Thì chuyện vô lý làm sao? Rồi cũng buồn, cũng giận, cũng khóc, cũng than. Vinh đệ lâu lâu giận cái rồi khóc. Rồi nuôi những đứa con nuôi bệnh cái cũng khóc. Rồi đủ thứ chuyện. Cứ vậy ngày qua ngày, tháng qua tháng, rồi tu hành cái gì? Giải thoát ở chỗ nào? Vậy mà rồi cũng xưng ta đây là con đánh điều ngự, ta đây là kẻ xuất gia, ta đây là người dạy đạo giải thoát. Thì chính mình đang cột bằng trăm mối chứ không phải là một mối. Cho nên quý vị thấy cho thật kỹ, để mà chúng ta đừng phản bội với cái lý tưởng siêu thoát của chúng ta. Đó là nói tới cạo đầu theo thầy học đạo rồi. Bây giờ ngài nói, nếu như vậy cạo đầu theo thầy học đạo thì phải làm sao? Đây là nói cái bổn phận của người xuất gia này. Nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tánh chi đức. Đó, một câu đó là quý vị thấy đủ tu suốt đời, tu không rời. Nội cần khắc niệm chi công, tức là ở trong á là phải siêng năng, cần mẫn, ghi nhớ. Ghi nhớ cái gì? Một phương pháp tu của mình không bao giờ lơi lỏng. Thí dụ quý vị nghe kinh Bát Nhã, quý vị dùng cái trí tuệ Bát Nhã quán chiếu hàng phút hàng giây ở bên trong thì gọi là nội trần khắc niệm chi công. Còn nếu quý vị tu về pháp vô thường quán thì quý vị cũng vậy, tức là dùng pháp vô thường hàng chiếu soi tất cả, không lơi lỏng một phút giây nào, thì gọi là nội trần khắc niệm chi công. Nghĩa là trong lòng luôn luôn dùng trí tuệ Bát Nhã chiếu soi tất cả ngũ uẩn lục trần để đừng bị lầm, đừng bị mê. Đó là nội cần khắc niệm chí công. Ngoại hoằng bất tánh chí đức là sao? Tức là bên ngoài là lấy cái đức, mở rộng cái đức không tâm. Không tâm tức là lục hòa. Ở trong thì dùng cái tinh thần ghi nhớ trí tuệ Bát Nhã, không lơi lỏng, không quên một phút giây nào, thì đó là cái công phu của mình. Bên ngoài thì dùng cái đức lục hòa để mà trùm khắp đại chúng, thì đó mới đúng tư cách của người tu đó. Bây giờ có mấy người được như vậy? Bên trong thì cứ nhớ chuyện này chuyện kia lăng xăng lộn xộn, phải không? Tính chuyện đủ thứ hết, thì như vậy mất cái khắc niệm chi công ở trong. Rồi bên ngoài hai người hợp lại thì ở chung không được, hút nữa là ba bốn người, phải không? Thì như vậy thì truyền cái pháp gì? Hữu tranh. Truyền cái pháp hữu tranh chứ phải bất tranh, phải không? Như vậy là bên ngoài thì hoằng cái pháp hữu tranh, tức là tranh đấu, mà bên trong thì dùng cái pháp loạn tưởng. Trong thì loạn tưởng, ngoài thì đấu tranh. Đó. Thì như vậy đạo lý ở chỗ nào? Bổn phận người tu ở đâu? Cho nên nói tới người tu thì phải nhớ bên trong không phút giây nào quên đi cái pháp tu của mình. Bên ngoài không bao giờ quên đức lục hòa. Rồi sống với bao nhiêu người chúng ta hòa đồng, không bao giờ chia rẽ. Như vậy mới có nghĩa là tăng, phải không? Mới có nghĩa là người giải thoát. Ngoài thì tăng, trong thì loạn, thì cái nghĩa tăng ở chỗ nào? Cho nên quý vị thấy kỹ, cái đời tu của mình nếu không khéo, nó sẽ biến thành ra một cái gì nó tạp nhạp, nó hỗn loạn, chỉ mang hình thức người tu mà tâm hồn, tư cách không có người tu nữa.
Nếu tâm không có khắc niệm, ngoài không có truyền bá cái đức bất tranh, thì tinh thần người tu không còn. Do đó cho nên ai là người thực tình cầu đạo giải thoát, thực tình muốn cho đoàn thể tu hành của chúng ta được bền vững lâu và lâu dài, thì không ngoài hai điều này, tức là trong phải dạy nhau chuyên nhớ pháp tu, ngoài phải dạy nhau truyền bá cái đức luật hòa, thì như vậy mới gọi là giữ được cái nền tảng của người tu hành, mới giữ được đoàn thể chân chính của người đệ tử Đức Phật. Và bằng không như vậy, đó là tự mình phá hoại mình và phá hoại các đoàn thể mình, chứ không có lợi ích gì hết. Nên đọc tới đây mình mới thấy thật là tổ chỉ cho mình, khi các ông xuất gia theo thầy xuất gia rồi, các ông phải làm gì? Trong thì luôn luôn nhớ cái pháp tu đó, tức là lấy cái trí huệ làm trên để mà soi xét cho mình khỏi mê lầm. Ngoài thì luôn luôn truyền đức luật hòa. Mấy huynh đệ hay tất cả quý vị thấy, nếu chúng ta biết mạng này chỉ trong hơi thở, tranh nhau làm gì? Nếu quý vị giác ngộ rõ rằng mạng này chỉ trong hơi thở, phải tranh nhau làm gì? Hưởng cái gì? Thở ra có hít vô là mất rồi. Sở dĩ tranh nhau hưởng là vì tưởng mình sống lâu, phải không? Đó, như vậy là cái gốc của mê lầm. Nếu chúng ta biết rằng mạng này chỉ trong hơi thở thì hỏi tranh nhau làm gì? Thì thôi cái gì xí xóa cho qua để mà tu chứ, thì giờ đâu mà lo hơn thuốc. Thì như vậy đó mới gọi là người thức tỉnh. Cái này vô chùa rồi nói hơn tiếng không chịu, hành động hơi mà hơi có vẻ khinh bỉ trước là không ưa, rồi bên này chống bên kia, bên kia trọi bên nọ, cứ như vậy mà ngày hết ngày, tháng hết tháng, năm hết năm, rồi nói tôi năm nay tôi đã mười mấy năm rồi, kể để mà kể công của thiên hạ, nhưng mười mấy năm đó để làm gì chứ? Nếu chúng ta thực tình tu một ngày như vậy, tức là chúng ta đã giải thoát. Còn nếu tu một cách lơi lỏng như vậy, dầu hết trăm năm cũng không giải thoát gì hết. Cho nên ở trong kinh A Hàm, Đức Phật có nói một bài kinh là tứ niệm xứ, tức là bốn cái chỗ mà mình niệm á, là gì? Một, quán thanh vô thường; hai, quán thọ là khổ; ba, ở quán thanh bất tịnh; hai, quán thọ là khổ; ba, quán tâm vô thường; bốn, quán pháp vô ngã. Ngài nói rằng bốn cái pháp đó mà nếu người nào một tháng không quên thì người đã chứng A-la-hán. Người nào mà bảy ngày không quên thì người đã chứng A-na-hàm. Người nào mà một ngày không quên cũng chứng A-na-hàm. Mà cho tới người nào trong một buổi mà không quên cũng chứng A-na-hàm. Còn nếu người nào trong một giờ không quên cũng vào được tu đà hoàng. Quý vị thấy mình được thì bao lâu không quên? Thì bây giờ trong kinh A Hàm nói như vậy, thì ở đây tôi nói theo tinh thần kinh Bát Nhã, thì nếu trí tuệ Bát Nhã mà người nào một tháng không quên á, thì người đó đã đăng vào thánh địa, thấy không? Còn người nào mà một ngày không quên á, người đã bước lên bậc tam hiền. Người nào mà một giờ không quên á, thì người đó đã bắt đầu bước vào chính vị. Thì như vậy thì quý vị thấy cái tu của chúng ta là phải khắc niệm, tức là ghi nhớ luôn luôn đừng quên. Thành ra chữ khắc niệm ở đây tức là ghi nhớ mãi, cũng như là chữ mà khắc trong cây, trong gỗ, hay là khắc trong đá, trong sắt vậy, nghĩa là không bao giờ mờ, không bao giờ mất. Như vậy đó thì cái tu mới tiến. Còn mình thì chả có, rồi chả không. Có khi một ngày thì nó trôi hết 12 tiếng hoặc là 11 tiếng, thì chỉ được tiếng nhớ là cùng. Cho nên rồi tu thì tu, chứ lãnh quẩn cũng vẫn lãnh quẩn. Lãnh quẩn nghĩa là gì? Là luân hồi. Rồi nói rằng tu lâu quá sao phiền não không hết, thì có khắc niệm đâu mà hết phiền não. Vì vậy cho nên đây chúng tôi nhắc lại hai câu này
là tư cách của người tu bên trong và bên ngoài. Nếu làm đúng như vậy là đúng tư cách của một người tu. Rồi hai câu sau: quýn thoát trần thế, chí kỳ xuất ly. Quýn thoát trần thế, chữ quýn là xa, thoát tức là ra khỏi, trần thế tức là cái cõi trần. Chúng ta mong ra khỏi cõi trần hay là ra khỏi cõi trần? Nghĩ ký kỳ xuất ly. Ký kỳ tức là hẹn ngày, xuất ly là ra khỏi, thoát khỏi cõi trần. Chúng ta quyết định có ngày ra khỏi hay là chúng ta quyết định có ngày ra khỏi cõi trần? Tức là gì? Tức là lập chí giải thoát, phải không? Hai câu trước là nói bổn phận của người xuất gia, hai câu này là nói cái ý chí giải thoát. Tức là chúng ta nhất định đi tu một đời này giải quyết cho xong sanh tử, chứ không có nói đời này tu được nhiêu nên nhiêu, chờ đời sau tu nữa, không có nói câu đó. Nhất định đời này giải quyết cho xong. Chứ còn nếu mà còn hẹn, đó là người chưa biết đạo. Nghĩa là chúng ta quyết định trong một đời này ra khỏi cái sinh tử luân hồi. Cho nên nói quýn thoát trần thế, ký kỳ xuất ly, tức là hẹn ngày ra khỏi trần thế, chứ không có bao giờ chịu ở lâu trong này. Thì như vậy tất nhiên quý vị nói rằng như vậy chúng ta cao vọng, thì Phật nói tu là phải ba a tăng kỳ kiếp, mình mới có một đời này chắc gì mà giải thoát được. Rồi nghĩ như vậy cái sao? Nghĩ về cái thối thần, thôi bây giờ tu được nhiêu nên nhiêu, phải không? Vậy nghĩ tu được nhiêu nên nhiêu cho nên nói sao? Nói sao quý vị thử đề đó tôi coi. Khuya cái thức dậy, 4-5 giờ thức dậy làm gì? Lên chùa công phu được một thời tiếng đồng hồ, xuống là làm gì nữa? Xuống là ăn. Ăn xong là làm gì nữa? Rồi tôi chạy thông tín đồ, nghe này người này bệnh, người kia bệnh, hoặc là sửa soạn vài công chuyện ở trong chùa. Rồi rồi về có mệt quá, mở ra vô nằm nghe hồi, ngủ đến thức dậy cái thức con nữa. Nữa ăn xong rồi, xong rồi sao? Ăn xong rồi ngủ, ngủ thức dậy là làm gì nữa? Mở ra vô nghe hồi nữa. Hồi nữa rồi cái tối, hoặc là coi đọc tờ báo nào đó mới ra, bữa nay có tin lạ, nằm đọc, đọc hết dài tiếng đồng hồ, hết tờ báo. Rồi cái thức dậy chạy lên quanh thì chút gì đó, cái lọc cơm chiều. Cơm chiều xong rồi cái tối cái mở tivi, tôi vui rồi cái, hoặc là đi tụng thời kinh, thời tịnh độ. Giờ xuống cái mở tivi coi, coi rồi cái 12 giờ tắt cái ngủ, ngủ tới sáng. Như vậy thì sao? Như vậy thì cái ngày qua ngày nó cuộn tròn ở trong đó. Hỏi chừng nào giải thoát, chừng nào ra khỏi. Rồi cứ hỏi sao mà thôi vậy? Phật nói đời mạt pháp khó tu. Bây giờ mình cứ tu được nhiêu nay nhiêu đi, phải không? Chứ còn ráng quá rồi đổ nghiệp à, phải không? Đó, dùng một lý luận thiệt là trò cười. Ráng quá rồi đổ nghiệp, tu được nhiêu nay nhiêu. Thiệt là cái lý luận của người tu bây giờ nghe thật là không chịu nổi. Cứ nói ráng là đổ nghiệp, nhưng nên cứ tu lơ lơ vậy là yên. Phật đâu không nói ngài xuất gia tu hành một lớp với ai? Chỉ Đức Di Lặc. Mà tại vì Đức Di Lặc lặc thì ngài thích đi thông những người sang giàu này kia kia nọ, cho nên rồi chần chờ cho đến ngài Thích Ca ngài tu và ngài thành Phật trước. Mà bao nhiêu năm khi đó Đức Phật Di Lặc thì còn đang là Bồ Tát đó. Thì như vậy để quý vị thấy người tinh tấn có thể vượt qua bao nhiêu số kiếp, còn người mà lười như vậy thì nó kéo dài không biết bao nhiêu số kiếp. Cho nên tôi nói trong kinh Phật nói là người tu trải qua ba a tăng kỳ kiếp, tức là ba cái vô số kiếp. Nhưng bây giờ có thể nói phải thêm nữa, thêm chừng như 6 a tăng kỳ kiếp, phải không? Còn ba không đủ, quý vị thả tôi quá chừng mà làm sao đủ đó. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ cái ý nghĩa mà tôi
chính trong những cái bài diễn văn vừa rồi tôi đã từng đề ra, tôi nói rằng hồi Đức Phật còn cũng có một ít vị thấy mình không kham tiến tu được, các ngài hoàn tục thì đối với các ngài tuy sống ở trong chánh pháp cũng khác gì như mã pháp, vì không tiến được thì tức là lùi, mà lùi thì đó là mã pháp. Còn chúng ta hiện giờ tuy sống trong đời mã pháp, nhưng nếu chúng ta y theo lời Phật, y theo sự nhắc nhở của chư tổ mà nỗ lực tiến tu, khắc chữ tử trên đầu, không bao giờ sợ chết, mà nhất định giải quyết một đời cho xong, thì chúng ta sẽ chuyển mạt pháp trở thành chánh pháp rồi. Cho nên mạt pháp hay chánh pháp cũng là gốc ở lòng mình. Lòng mình tiến, quyết chí tiến thì đó là chánh pháp. Lòng mình lười, không quyết tiến, đó là mạt pháp. Phật đâu không dạy người ở xa ta ngàn dặm mà nghe lời ta dạy, y cứ đó tu hành thì coi như ở gần ta. Thì như vậy chúng ta cách Phật hơn 2000 năm mà y theo lời Phật dạy thực hành đúng thì coi như sanh trong thời Đức Phật, phải không? Còn nếu ngay trong thời Đức Phật mà chúng ta không tu hành thì coi như ở xa Phật cái gì. Bởi vì sở dĩ Đức Phật nói trong thời này là mạt pháp, bởi lý do chúng ta lười giải đãi là một, ý chí yếu hèn là hai, rồi trở thành ra chậm lục bê bối, nên Phật nói là mạt pháp. Nếu trong thời này mà chúng ta lập chí cho vững, chúng ta tinh tấn không dừng thì ngay trong mạt pháp đã thành chánh pháp rồi. Tôi thí dụ như quý vị thấy ở xứ mình là xứ gì? Chứ nóng, phải không? Mà nếu người Mỹ qua họ ở trong phòng có máy lạnh thì sao? Thì ở trong phòng họ đâu thấy nóng, họ chuyển thành độ mát. Thì như vậy có thể trong cái chỗ xấu mà ta đổi thành tốt được, đó là nói về vật chất. Hướng nữa là tinh thần cũng vậy, tuy trong cái thời khó tu mà chúng ta có ý chí mạnh, có tinh thần siêu thoát thì chúng ta có thể chuyển được hết, trong cái khó biến thành dễ nếu ý chí chúng ta mạnh, trong cái dễ biến thành khó nếu ý chí chúng ta yếu. Vì vậy cho nên quý vị đừng than phiền mình sống trong thời mạt pháp khó tu, mà chỉ than phiền sao? Than phiền chúng ta lười biếng, chúng ta đua đòi, thấy không? Thấy người kia sống cái radio nghe còn hơi vui vui, bắt chước sống theo. Giờ thấy người khác sống tivi vui, nghe còn vui vui, bắt chước sống theo. Cứ như vậy mà đua đòi, đua đòi thì tức như bị chi phối, mà bị chi phối thì cái tu càng ngày càng bê trễ. Thì đó là bệnh tại chúng ta chứ không phải bệnh tại thời đại. Thời đại nó cũng là một yếu tố làm cho chúng ta khó, nhưng mà biết đâu nếu chúng ta mạnh thì cái khó đó là cái hay để chúng ta tiến. Cho nên quý vị đừng có bi quan về đời mạt pháp, mà quý vị ráng bi quan rằng mình không cố gắng để mà xấu hổ gắn lên, thì như vậy đó là cái rất hay. Cho nên ở đây tổ dạ chúng ta luôn luôn phải lập chí rằng mình mong sẽ giải thoát khỏi cõi trần này một ngày gần đây, nghĩa là nhất định một ngày gần đây là giải thoát khỏi trần, chứ không có bao giờ bị chìm trong đây mãi mãi. Đó là cái ý chí siêu thoát của người xuất gia. Thì như vậy quý vị thấy chỉ trong 4 câu mà tổ đã cô động được cái bổn phận của người xuất gia và cái ý chí của người xuất gia rồi. Nên là nếu người nào áp dụng đúng 4 câu này ở trong sự tu hành thì người đó thực là xứng đáng một người xuất gia chân chánh. Đây ngài mới vỡ, nãy giờ ngài chỉ bổn phận, tức là đánh thức chúng ta cho thấy cái bổn phận của mình, bây giờ ngài mới cho ăn roi đây. Hà nãi tài đăng giới phẩm, tiện môn ngã thị tỳ kheo, đàn việt sở tu khiết dụng thường trụ, bất
giải thổng tư lai xứ, vị ngôn pháp nhĩ hiệp túng, thiết liễu tụ đầu nguyên nguyên, đảng thuyết nhân gian tạp thoại, nguyên tắc nhất kỳ sánh lạc, bất tri lạc thị khổ nhân, nắng kiết tụng trần, vị thường phản tỉnh, thời quan ỷ một, tuế nguyệt ta đà, thọ dụng ân phiền, thí lợi nồng hậu, động kinh niên tải, bất nghĩ khí ly, tích tụ tư đa, bảo trì quyển sách, đạo sư hữu sắc, giới hút tỳ kheo, tiếng đạo nghiêm thanh, tam thường bất túc, nhân đa ư thử, đam vị bất hư, nghịch phản nguyệt lai, tráp nhiên bạch thủ, hậu học vị văn chỉ thú, ưng tu bát vấn tiên tri, tương vị xuất gia, quý cầu y thực. Chết rồi, này đau dữ, thấy không? Đây là một đoạn ngài vỡ trách nặng mấy cái người xuất gia mà không còn bổn phận, mà sanh những cái tánh xấu xa. Hà nãi tài đăng giới phẩm, tiện ngôn ngã thị tỳ kheo. Hà nãi là tại sao? Tại sao mà vừa mới thọ giới, lên đàn thọ giới, bèn nói ta là tỳ kheo? Nói sao tỳ thọ giới rồi nói tỳ kheo có lỗi gì? Mà ở đây ngài quở, đây là chỉ cho cái tánh ngã mạn. Cái bệnh xấu nhất là cái bệnh ngã mạn. Mình phải biết cái ý chí của mình, bổn phận của mình là bên trong là ghi nhớ pháp tu, bên ngoài là hoằng dương cái đức lục hòa, luôn luôn có ý chí cầu siêu thoát thế gian. Tại sao mà vừa mới thọ giới sanh ngã mạn, chúng ta là tỳ kheo đâu, tôi tự cao đó, làm cái vỡ vỡ thứ nhất. Rồi khi mà sinh mình tỳ kheo rồi, cái lại sao nữa? Đàn việc sở tu khiết dụng thường trụ, rồi cứ cần dùng những của thí chủ, cúng dường bao nhiêu cũng nhận hết, bao nhiêu cũng hài lòng, không có biết xấu hổ, không có biết tiết kiệm. Rồi ăn dùng của thường trụ, thứ gì của chùa, cứ như vậy chúng ta là tỳ kheo rồi, mặc tình mà sử dụng, mặc tình mà thọ hưởng, thì như vậy thật là trái đạo, thật là phản bội với cái ý chí siêu thoát của mình, phải không? Đó là một cái quở, lời quở chúng ta là kẻ không biết bổn phận, không biết bổn phận, chỉ nghĩ rằng mình thọ giới cao rồi mình thành người lớn, thành người lớn rồi thọ dụng nhiều, mà không biết xấu hổ, không biết nỗ lực tu hành. Đây ngài mới quở thêm: bất giải thổn tư lai xứ, vị ngôn pháp nhĩ hiệp túng, tức là không hiểu. Không hiểu cái gì? Cái chi xét cái chỗ đem đến của đàn na thí chủ, tức là Phật thường dạy một vị tỳ kheo khi ăn cơm phải sao? Phải tham đề ngũ quán. Nhưng mà bây giờ có lắm người ngũ quán là làm lấy lệ thôi, phải không? Cũng là chóc tay cũng đưa lên, cũng tưởng mà tưởng không biết tới cái gì. Chứ còn đúng ra thì Phật dạy chúng ta mỗi khi thọ ăn, thọ những thức ăn của thí chủ, luôn luôn phải quán. Trước hết ngũ quán, quán cái gì? Một là xét cái công của mình tu hành được nhiều hay là ít. Đó, hiện giờ mình tu đây có công đức gì hay không chứ mà mới thọ của người ta. Đó là cái thứ nhất, là quán lại mình, xét mình. Cái thứ hai là sao? Tức là một là xét công của mình nhiều ít, và xét cái của người ta từ đâu đem đến, phải không? Cái công của mình tu hành nhiều hay ít, và cái của người ta từ đâu đem đến để mà cúng dường cho mình. Đó nghĩa là lượng cái công mình và lượng cái của người.
so lại cho mình xứng đáng thọ hay không. Nếu tu chưa ra gì mà của người ta rất là khổ nhọc thì mình thọ như vậy, tức là mình cái tranh của mình sao nó không có bình, phải không? Trong người ta thì nặng cả ký, mà cái trong của mình thì chỉ có mấy chục mấy trăm gram thôi, thì như vậy nó không xứng. Mà không xứng mà thọ thì sao, là mắc nợ, phải không? Cho nên phải nhớ, nếu cảm thấy không xứng phải xấu hổ, ráng tu cho nó xứng cái công mà thọ. Cái này đưa lên cũng như cái công đa thiểu lượng vĩ đại sứ mà đọc rồi thôi không biết nói cái gì thì thật là tội nghiệp. Cho nên chúng ta phải nhớ, khi mà ngồi ăn vừa nghĩ tới cái đó thì tức là xét ngày nay mình tu nhiều ít, công phu người ta gì không, của người ta khó nhọc thế nào. Nếu thấy của người ta rất là nặng nề khó nhọc, cái công mình không ra gì thì cảm thấy xấu hổ, phải nỗ lực hơn, thì như vậy đó mới quân bình được cái công và cái của người. Rồi cái thứ hai là gì? Nhất kế công đa thiểu lưỡng vĩ lai xứ là nhị gì? Đó, tức là cái thứ hai là xét lại cái đức hạnh của mình nó ra sao, nó ra sao đây, để mà mình biết mà mình cố mình sửa. Rồi cái thứ ba là sao? Tức là tới cái thứ ba là phải xét cái tâm, ngừa cái tâm tham của mình, đừng có để cho nó chiếm đoạt, cho nó xâm lấn vô đó, lìa cái lỗi tham lam. Nghĩa là sao? Bởi vì sợ mình ăn là lên thấy ra muốn luộc không rồi mình sanh ra buồn chán, ăn gì về nuốt theo vô, phải không? Thì như vậy tức là nghĩ tới cái gì? Nghĩ tới cái món ngon, mà nghĩ tới món ngon tức là tham ăn đó. Cho nên sợ e mình mắc kẹt cái lỗi tham, cho nên phải ngừa cái tâm tham, đừng cho nó dấy lên. Thì giả sử bữa nay cho rau muống luộc thì cũng nuốt cho nó trôi, mai giả sử có cái gì ngon ngon đó cũng đừng có đòi à cái này ăn được, còn mai phải làm cái này nha, đừng có nghĩ cái đó. Nếu nghĩ cái đó tức là tham thì như vậy tức là mình phải lừa cái tâm tham đó, ngừa đừng cho nó dấy lên. Đó là cái thứ ba của mình phải quán. Cái thứ tư là sao? Tức là cái ăn của mình chỉ coi nó như là một thứ thuốc trị bệnh vậy đó. Bây giờ quý vị thấy tới giờ đói thì sao? Sai chân rũ liệt, phải không? Không muốn nói, không muốn đi thì đó là bệnh chứ gì? Coi như bệnh. Bây giờ ăn là để chi? Dồn vô một vài chén cơm cái nó khỏe lại, đi được, nói được. Thì như vậy tức là thuốc. Cái ăn như là một món thuốc để trị bệnh. Mà đã là thuốc thì thuốc đắng cũng phải uống, mà thuốc ngọt cũng phải uống, phải không? Uống thuốc không có lựa đắng lựa ngọt, mà cốt hết bệnh thôi, phải không? Nếu mình coi cái ăn như là uống thuốc thì đừng có trách bữa nay sao mà nấu dở quá, cái gì cốt trị thuốc trị bệnh mà đó. Còn thể dĩ mình ăn mà mình đòi ngon dở là mình có nghĩ trị bệnh hay không, mà mình nghĩ gì cái lưỡi, phải không? Mình lệ thuộc vào cái lưỡi nó thích ngon mà nó không thích dở đó. Chứ còn nếu mà biết ăn là trị bệnh thì ngon dở gì cái bệnh này nó khỏe thì được. Là quý vị thấy, giả sử người ta cho mình cao lương quý vị nuốt vô rồi cũng đi đứng khỏe, nếu người ta cho mình muối tiêu với rau luộc mình nuốt vô rồi cũng đi đứng được vậy, thì như vậy cả hai đều là gốc trị bệnh chứ không phải gốc vì cái ngon dở. Cũng như chúng ta uống thuốc, nếu mà hết bệnh dầu thuốc đắng thuốc hôi gì cũng phải ráng uống, phải không? Chứ đừng có nghĩ rằng tôi muốn hết bệnh mà thuốc này hôi quá tôi uống được, để tôi bệnh như tôi không muốn uống thì cái chuyện vô lý. Cho nên thuốc đắng thuốc hôi gì khi biết nghĩ trị bệnh thì chúng ta đều phải ráng uống. Cũng vậy, khi nghĩ là ăn để trị bệnh đói thì dầu cho món ngon món dở chúng ta cũng cứ ăn để cho hết bệnh đói mà thôi. Rồi đến cái thứ năm là gì? À, nghĩa là vì nghĩ tới cái mình tu đây là quyết định thành đạo nghiệp, tức là phải thành đạo quả mới là dám thọ món ăn của tín đồ. Nếu mà tu mà để chừng chờ
không ra gì thì không bao giờ giáo. Thì như vậy nghĩ tới cái gì thành đạo quả, cho nên mới ráng mà thọ món ăn này, chứ không phải ăn nó để mà yên ổn mà vui chơi. Cho nên bây giờ có nhiều khi chúng ta bị lầm là nó ăn cái nắp tiếng này bổ nè, có thể lên cân, rồi thứ kia không bổ lâu ngày sẽ sụt ký, phải không? Thì cái đó là chúng ta vì cái gì? Vì cái mập ốm, chứ không phải vì đạo nghiệp nữa, phải không? Vì cái mập ốm mà ăn, chứ không phải vì đạo nghiệp mà ăn. Vì thành đạo nghiệp thì không có nói lên cân xuống cân gì hết, nghĩa là làm sao ngày nào còn khỏe tu được để đạt đạo thì cứ gì như vậy mà tạm dùng, chứ không có nghĩ ăn cái này ăn nó sụt ký rồi ốm đi, con người xấu khô cằn, không có nghĩ như vậy. Mà chúng ta phải nghĩ kỹ, sở dĩ ăn là vì thành đạo, để mà độ chúng sinh chúng ta mới ăn. Đó là cái ý nghĩa mà Phật bắt buộc mỗi khi ăn cơm phải nghĩ như vậy. Thế mà bây giờ có nhiều người giữa đại chúng rằng mình ăn chay là quá lắm rồi, mà ông Phật cũng còn bắt mình phải quán tam đề ngũ quán chi cho phiền vậy. Thì đó là những người như vậy, thì tôi cảm thấy nghe cái đó cảm thấy thực là đáng buồn. Bởi vì chúng ta sẵn cái bệnh buông lung, mà nếu không có khép mình trong những cái tâm tư tỉnh giác sáng suốt thì dễ bị theo nghiệp nó lôi lắm. Cho nên Phật bắt buộc chúng ta từ hành động nào cũng phải tỉnh giác sáng suốt để mà ngăn ngừa những cái bệnh xấu nó dễ xâm nhập vào tâm hồn mình. Vì vậy Phật mới bắt chúng ta phải tam đề ngũ quán cho chính với cái tư cách của người cầu xuất gia giải thoát. Chứ nếu mà chúng ta không xét không nghĩ, rồi ăn, vừa ăn vừa cười hỉ hả, rồi nói chuyện nhảm nhí mà thế gian, thì cái chuyện đó thực là trái với đạo. Cho nên đây tổ nói vị ngôn pháp dĩ hiệp cúng, nó lại bảo rằng cái sở dĩ mà tín đồ họ cúng đó là lẽ đương nhiên phải cúng. Tôi đi tu họ phải cúng cho tôi ăn hả? Lý luận như vậy chịu nổi không? Họ đâu phải thiếu nợ mình, mà đi tu họ phải cúng. Sở dĩ họ cúng là họ nghĩ rằng vì muốn châm một ít dầu vào cái ngọn đèn tam bảo cho nó còn soi sáng trong nhân gian, cho mọi người phải khỏi cái mê lầm. Thành ra họ chế vô một miếng dầu là họ muốn ngọn đèn nó sáng lên để cho nhân gian khỏi có bị tối tăm mê lầm, chứ đâu phải họ chế vô đó để cho ngọn đèn tự tốt chơi. Thì chúng ta là những người nhân danh là tăng bảo để giữ cho Phật pháp thường còn ở thế gian, thì tín đồ giúp cho chúng ta đó là để giúp cho Phật pháp được tiếp tục nối truyền, cứu vớt chúng sinh khỏi cái dòng mê lầm sinh tử, chứ đâu phải giúp cho chúng ta ăn rồi chết. Vậy mà cứ nói từ từ bổn phận học phải cúng, cái chuyện vô lý. Mình tu là nếu mình thực tình vì tam bảo thì họ có bổn phận giúp cho tam bảo thường còn, họ giúp mình. Còn nếu mình tu mà mình nghĩ cái chuyện tầm phào, mà mình nói là họ phải cúng thì chuyện vô lý. Cho nên những cái lý luận đó nó không phải là của người thức tỉnh, mà đó là lý luận của kẻ say mê, của kẻ lầm lạc. Cho nên ở đây ngài vỡ đó là ăn thì không có chịu thì suy nghĩ kỹ trong mình thế nào và cái của người ta ra sao, mà lại tự bảo rằng lẽ đương nhiên là họ phải cúng cho tôi, thì chuyện đó thật là không hợp đạo lý. Thôi nghỉ chịu tiếp nữa.